lại đây ngồi đi, hai đứa bay về ngồi xuống. Nhìn kìa, cái đó vẫn chạy kìa, thật sao? Đồ già chết tiệt. Lão già này sao vẫn chưa chết? Yên tâm, tôi đã ký giấy từ bỏ điều trị rồi, chờ ông ta chết, tất cả mọi thứ của ông ta sẽ là của tôi. Ba, đây là lần cuối cùng con gọi ba như vậy. Cảm ơn bà đã dành cho con cơ nghiệp tốt như vậy. Nhưng tiếc là con không phải con ruột của ba. Vậy thì sao? Chỉ có thể làm phiền ba, lên đường thôi. Có thể cưới được người phụ nữ xinh đẹp như tôi, ông cũng đủ rồi. Nhanh chết đi. Đồ già, cuối cùng ông cũng chết. Tiếc thật. Cho dù ông có chết, ông cũng không vào được mộ tổ tiên. Tôi cũng không sợ nói cho ông biết, lý do ông bị ung thư là do tôi bỏ thuốc vào cơm của ông. Ông cứ yên tâm ra đi. Nhìn kìa, nhìn kìa. Dương Cật à? Bị bệnh à? Anh đánh tôi làm gì? Đây không phải là mơ. Tôi trọng sinh rồi. 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 Đái gì vậy? Tôi trọng sinh rồi. Tôi xem phim làm gì chứ? Cật à, đây là năm nào vậy? Nhanh nói đi. Năm nào, nhanh nói. Năm 1982. Ít ế ha ha ha. 1982, xong rồi. Ngốc rồi. Cật à, đi, tiểu đi. Làm gì vậy, đứa nhỏ này? Sao thì sao? Tôi đã trở lại rồi. Kiếp trước tôi làm trâu làm ngựa cho nhà họ Hà, các người lại ăn cháo đá bát. Kiếp này các người nợ tôi. Cật à, nhanh lên, có lợn rừng. Có tiếng gì vậy? Cậu đợi, tôi đi gọi người. Đi đi, tôi đi rồi, đi chậm thôi. Nhanh lên, mọi người ơi, ở đây có người ngoại tình. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, mọi người ơi. Có người ngoại tình. Có người ngoại tình trong Dũng Ngô. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh, nhanh xem ai ngoại tình. Ai vậy? Rốt cuộc là ai không biết xấu hổ, ngoại tình ở đây. Ai vậy? Tối rồi, ôi chao, tôi phải xem thử. Ai là người ngoại tình trong Dũng Ngô? Tối rồi, ai vậy? Lấy đèn pin chiếu, chiếu. Mù già này. Ôi chao, gì hay? Dì hai? Sao lại là dì hai của tôi? Đây chẳng phải là trưởng thôn, vợ ông ta, Tạ Ngân Hoa sao? Ôi trời ơi! Ôi cha ơi! Xấu hổ chết mất! Cô nói xem, tối rồi, ngoại tình trong Dũng Ngô với người ta, cô xấu hổ chết mất! Đồ không biết xấu hổ! Tôi đánh chết cô! Đồ không biết xấu hổ! Thật là không biết xấu hổ! Cô dám làm gì? Đánh chết cô ta, đánh chết cô ta! Tôi đánh chết cô. Tôi đánh chết cô. Đồ không biết xấu hổ. Tao ở nhà không nuôi đủ mày sao? Còn để mày ra ngoài ăn vụ. Làm gì vậy? Tránh ra, bí thư Dương đến rồi. Tránh ra, bí thư, anh. Đây là báo ứng của trưởng thôn. Ngày thường, để ông ta bắt nạt chúng tôi. Báo ứng à?
kéo hai người họ ra ngoài cho tôi, vâng vâng. Mắt lại. Đưa đi. Đưa đến ủy ban khu phố. Được, đưa đi, đưa đi. Nhanh lên. Kéo người này ra. Ai vậy? Đi đi đi, về thôi, là anh ta à? Đi, đi đi, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Xảy ra chuyện như vậy, thật là quá xấu hổ, thật không ngờ. Ba mẹ. Đi thôi, đi thôi, về nhà thôi. Không xem phim được nữa rồi, tránh ra. Ba, mẹ. Con à. Mẹ, con lớn thế này rồi, sao còn như trẻ con vậy? Cẩn thận kim đâm vào đấy. Mẹ, được rồi, con làm sao vậy? Không sao, con chỉ là quá nhớ ba mẹ thôi. Đói rồi à, mẹ để dành khoai lang cho con, vẫn còn nóng đấy. Ăn nhanh đi. Mỗi lần ba mẹ đều để dành đồ ăn ngon cho con. Còn mình lại lén ăn, cám trộn rau dại. Ăn nhanh khi còn nóng. Lại đây. Mẹ. Ba, hai người cũng ăn đi. Mẹ và ba con đều ăn rồi, không đói. Chúng ta không đói. Con ăn nhanh đi. Hai người không ăn, con cũng không ăn. Con xem con kìa. Mẹ. Ma. Sau này, có gì, chúng ta cùng ăn. Ừ. Con đảm bảo, sau này nhà mình, bữa nào cũng có thịt ăn. Ba cũng ăn đi. Ăn nhanh đi. Đã trở về rồi. Thì nghĩ xem, chia nhà thế nào, kiếm tiền ra sao. Đồ hư hỏng. Hư hỏng. Đồ hư hỏng. Hư hỏng. Xem tao có đánh chết mày không. Đồ không biết xấu hổ. Lại đánh nữa rồi. Chuyện gì vậy? Đồ không biết xấu hổ này. Tao đánh chết mày. Nửa đêm rồi làm gì vậy? Mẹ. Mẹ không còn mặt mũi nào nữa rồi. Ông làm gì vậy? Có gì không thể nói tử tế sao? Đúng vậy ba, ba xem mẹ bị đánh kìa, cút hết sang một bên cho tao. Một người mẹ như vậy, ngoại tình với người khác trong dụng ngô, các con còn bênh vực à? Đồ đáng chết này. Nhà họ Hà chúng ta, mất hết mặt mũi vì mày rồi. Mẹ. Bà nội, đừng đánh nữa. Tha cho con đi, lần sau con không dám nữa, tha cho con đi. Mày còn muốn có lần sau nữa à? Mày vẫn không biết xấu hổ như vậy. Các người làm cái gì? Cút hết cho tôi. Cút cút cút. Mày. Hỉ oa, mày làm gì vậy? Một người mẹ không biết xấu hổ như vậy. Mày nói xem tao làm gì. Cắt, cắt, không, đừng cắt nữa. Nên cắt, đáng đời. Ma. Bà nội. Mẹ. Chúng ta đi thôi. Chúng ta vào trong đi. Mẹ. Ôi chào. Đi đi đi, vào trong đi. Đi. Mày buông mẹ ra, đi. Đừng đi. Cút. Tôi không dám nữa, cút về nhà mẹ đẻ mày đi. Tôi không dám nữa, đừng làm tao mất mặt nữa. Đánh chết mày, cút. Hôn
nay dậy sớm vậy. Ba, mẹ. Nhị cẩu, sáng sớm, con đi đâu vậy? Hai người xem. Bột. Nhiều thịt và bột mì trắng thế này, con lấy đâu ra tiền? Con không có tiền, con mua chịu đấy. Đứa nhỏ này, ngày Tết, bà nội con cũng không nỡ mua nhiều bột mì và thịt như vậy, để bà nội con biết được, sẽ mắng chết con mất. Con kinh doanh mà, đâu phải tự mình ăn. Hơn nữa, số nợ này sẽ nhanh chóng trả được. Kinh doanh, kinh doanh. Đúng rồi ba, ba nhanh chóng, vót cho con ít que tre. Mẹ, giúp con cán bột mì thành bánh nhỏ. Nhất định đừng để họ phát hiện ra nhé. Nhanh nhanh nhanh, được, được. Chú ơi, than này bán thế nào vậy? Mua than gì? Chuyện đầu cơ trục lợi, chúng tôi không làm. Chú ơi, bây giờ đất nước đã mở cửa kinh tế rồi, có những nơi bày bán hàng rong cũng không sao. Cái này chú, có thể làm. Tôi thấy cậu là muốn mua than đấy. Thật sao? Vậy cậu muốn bao nhiêu? Tôi không có tiền. Không có tiền, không có tiền. Cậu mua than gì? Vậy đi, chú cho con 20 cân than trước. Con giúp chú tìm đầu ra. Một tháng, ít nhất, kiếm được mười mấy tệ. Mười mấy tệ? Nửa năm tôi còn, không kiếm được mười mấy tệ. Lừa ai vậy? Đều là người trong làng cả. Nếu tôi không kiếm được mười mấy tệ cho ông về nhà tôi, lấy lại tiền 20 cân than, không phải là được rồi sao? Được rồi. Được rồi, được rồi. Được rồi chú, cảm ơn. Con đi đây chú. Thịt xiên nướng đây. Thịt xiên nướng đây. Thịt xiên nướng đây, thịt xiên nướng đây. Cậu thi đỗ Thanh Hoa, cậu ấy thi đỗ Bắc Đại, tôi nướng chúng thịt xiên. Thịt xiên nướng đây. Lại đây nếm thử, thơm quá, lại đây xem nào. Còn có đậu đũa nữa, tươi đấy. Đúng vậy. Bạn xem thịt xiên nướng xèo xèo mỡ, ngon mà không đắt, giá cả phải chăng. Bán thế nào vậy? Đồ chay 1 hào, đồ mặn 2 hào, 3 xiên thịt, tặng một cái bánh nhỏ, rẻ đấy. Được. Cho tôi 3 xiên thịt, được rồi, thử xem. Thử xem thế nào. Ừ. Thơm ngon. Ngon không? Ngon ngon. Ngon là được. Ông chủ, cho tôi 3 xiên thịt, 1 xiên chay. Được rồi, được rồi, được được được. Lấy đậu đũa này. Được được. Đều có, đều có, đều có. Ừ, từ từ. Thịt, thịt, lấy cái này. Thơm quá. Của các bạn đây, cảm ơn, đi đi. Đi thôi, ôi chao, ngon thật. Hẹn gặp lại lần sau. Ông chủ, còn thịt xiên nướng không? Hết rồi, hôm nay bán hết rồi. Hai nhị cẩu. Hương muội, cuối cùng em cũng ra rồi. Hương muội, anh gói cho em rồi, em thử xem. Anh ở đây đợi em sao? Ê! Cổng nhà máy cơ khí, không cho bày bán, không biết sao. Được không? Được không? Được không? Được không?
đưa không, đưa không, đưa, đưa. Đưa không, đưa không, đưa không. Thả tôi ra. Mang không đưa. Kiếp này, anh nhất định phải làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, Hương muội. Đây là quầy hàng nhà em sao? Không phải, đây là hàng xóm nhà tôi. Ồ. Ồ. Hàng xóm. Vậy thì tôi không thể để mặt em được rồi. Cổng nhà máy cơ khí không cho bày bán. Cậu ta không biết sao? Chúng tôi là hàng xóm, quan hệ rất tốt. Đội trưởng Triệu, anh linh động một chút đi. Tôi là nhân viên bảo vệ của nhà máy chúng ta. Có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của nhà máy. Cậu nhóc này ở quá gần cổng nhà máy, còn nhóm lửa. Đây là mối đe dọa lớn nhất đối với khu vực nhà máy chúng ta. Sao nhà máy như vậy? Không thuộc quản lý của nhà máy chứ? Tôi nói không cho bày bán là không cho bày bán. Anh có gì thì nói thẳng, không cần vòng vo. Nói ra ngay xem. Được. Vậy em đi ăn với tôi một bữa, có tôi. Tôi á, sẽ cho cậu nhóc này bày bán ở đây. Tôi còn có thể bảo kê cậu ta. Cậu nhóc, hỏi thăm xung quanh đây xem. Tôi là con trai giám đốc nhà máy cơ khí. Nói tên tôi, ở khu này là có tác dụng đấy. Tao khuyên mày từ đâu đến thì cút về đó. Mày dám nói với tao như vậy sao? Lật quầy hàng này cho tao. Lên đây thử xem. Đừng động vào. Mày lên thử xem. Tao không phải người dễ bị dọa đâu. Ba mày là giám đốc, nhà có tiền. Ba tao chẳng có gì cả. Giết mày thì ba tao cũng chẳng sao. Á? À, ba tao mới lên làm giám đốc. Tao còn chưa hưởng thụ được bao nhiêu. Không được. Không thể chết trong tay tên nghèo kiết xác này. Mày chờ đó. Ôi chao, suýt chút nữa anh làm em sợ chết khiếp. Loại người này chỉ giỏi ra vẻ ta đây thôi. Gặp ai cứng hơn mình là sợ ngay, không sao đâu. Hắn ta sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Anh vẫn nên đổi chỗ khác đi. Được. Để anh làm cho. Để anh làm, để anh làm. Đây là cái tôi đặc biệt để dành cho em. Nguội rồi sẽ không ngon nữa. Cho em. Cảm ơn. Bao nhiêu tiền vậy? Tôi không lấy tiền. Tôi chỉ... Không sao đâu. Anh cứ cầm lấy. Tôi phải đi làm rồi. Cảm ơn bánh của anh. Ra ngoài, mau ra ngoài cho tôi. Chủ nhiệm tiền, ông có thể thử xem. Than của tôi cháy bền, không có khói. Tôi không rảnh để ý đến cậu. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn không đi, tôi sẽ báo cảnh sát, bắt cậu. Mang đồ đạc của cậu đi nhanh lên. Được. Cậu nói xem các cậu còn làm được gì nữa. Chỉ là một miếng bò bít tết thôi mà. Sao lại làm không xong? Lúc thì cứng, lúc thì đen. Một lát nữa khách sẽ đến, tôi biết ăn nói thế nào đây. Chủ nhiệm tiền, món bò bít tết đó, tôi thật sự làm không được. Không làm được ai bảo cậu nhận lời. Lần này giám đốc Mạnh mời đến, nhưng là kỹ thuật viên cao cấp nước ngoài. Cấp trên đã nhiều lần nhấn mạnh. Bảo tôi giúp ông ấy ở lại, các cậu làm ra thứ này, bảo tôi giữ kiểu gì. Chủ nhiệm tiền, hay là để tôi thử. Cậu nói gì? Cậu biết cái rắm. Cậu chỉ là tên bán than hôi hám, chỉ biết đầu cơ trục lợi, gây rối cái gì, cút nhanh đi. Không tin thì thôi, đợi đã. Cậu thật sự biết làm bò bít tết. Không phải chỉ là bò bít tết thôi sao, có gì khó đâu. Đây không phải là chuyện đùa đâu, chuyện này liên quan đến sự phát triển của huyện. Cả đám chúng tôi đều làm không được. Chỉ có cậu làm được à, đúng vậy. Nhìn cậu nghèo kiết xác vậy, chắc còn chưa nhìn thấy thịt bò bao giờ.
mà còn biết làm bò bít tết nữa. Cút 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 cút, im miệng cho tôi. Được, cậu làm đi. Nếu cậu làm tốt, sau này tôi sẽ mua thang của cậu. Nếu cậu làm không tốt, tội liên quan đến sự phát triển của huyện sẽ do cậu gánh chịu. Không vấn đề. Đi, xem thử. Nổ à? Loại thịt bò này căn bản không được, không làm bò bít tết được, lại giờ cho gì nữa. Đây, không phải chỉ là cắt thịt bò thành hình tròn rồi chiên lên sao, không biết làm thì thôi, còn đổ lỗi cho thịt bò. Cút nhanh đi, im miệng cho tôi, không biết làm còn lắm lời. Cậu cần loại thịt nào? Thịt bắp bò. Thịt chỗ đó, nạc mỡ đan sen, thịt mềm, dai ngon. Được, cậu đi mua đi. Được. Nếu lát nữa mua về rồi, cậu vẫn làm bò bít tết không được, tôi sẽ cho cả nhà cậu diễu phố phê đấu. Không vấn đề. Mấy người giúp tôi bày đĩa ra nhé. Say, tiêu đen. Các người bày đĩa giúp tôi. Được. Học hỏi chút đi. Mua thịt về rồi. Giám đốc Mạnh đến rồi, giờ làm sao? Đi trấn an họ trước, nói với họ là bò bít tết sắp xong rồi. Được, được, được. Xong rồi. Xong rồi à? Cái này của cậu ngoài bày biện đẹp hơn của họ một chút, nhưng cũng chẳng khác gì của họ làm mấy. Khác nhiều đấy. Đối với bò bít tết mà nói, lửa to nhỏ, dùng nhiều hay ít đều là cả một vấn đề. Nếu làm không ngon, đó chính là vấn đề trình độ. Nhìn thì không biết được, phải thử mới biết. Chủ nhiệm Tiền, chủ nhiệm Tiền. Giám đốc Mạnh nổi giận rồi, đòi món rồi, giờ phải làm sao? Bò bít tết giờ đã làm xong rồi, làm món khác cũng không kịp nữa, trong bày biện cũng khá là ra gì đấy. Thôi, cứ liều thử xem, lên món. Nhanh nhanh lên món, lên món. Mỗi người cầm một cái. Đi đi đi, nhanh nhanh. Đừng lo. Đây coi như là liều một phen rồi, đúng không? Anh ạ, lần này trông cậy vào cậu rồi. Nếu bò bít tết không được, tôi cũng sẽ bị đuổi việc theo. Yên tâm đi. Ai làm bò bít tết này? Tôi. Bắt hắn ta lại cho tôi. Ngoan ngoãn một chút. Sao lại bắt tôi? Cái này. Giám đốc, đưa người đến rồi. Mấy người làm gì vậy? Thả người ra mau. Anh không sao chứ? Không sao. Món tây này là cậu làm sao? Vâng. Tôi đã nói rồi mà. Không nên, không nên tin. Tin tên bán than hôi hám này. Giờ thì hay rồi. Im miệng đi. Giám đốc Mạnh, món này. Ô, tuyệt vời. Bò bít tết, ngon quá. Khiến tôi nhớ đến hương vị quê nhà. Anh yêu. Nếu ông muốn ăn, ông cứ đến bất cứ lúc nào. Lúc đó, tôi sẽ làm cho ông. Được. Giám đốc Mạnh. Vậy chúng tôi sẽ ở lại. Hoan nghênh, hoan nghênh. Hoan nghênh. Úc. Anh Hà, anh giỏi thật đấy. Đúng rồi, anh có người yêu chưa? Chưa. Chủ nhiệm Tiền. Vậy chúng tôi đi trước nhé. Được. Sau này, muốn ăn gì thì cứ đến ăn. Chàng trai. Tốt lắm. Cậu đã giúp huyện một việc lớn rồi. Sau này có khó khăn gì, cứ tìm tôi. Ông Mạnh, ông khách sáo quá. Ha ha, đi đây nhé. Đi thong thả nhé. Anh Hà này, anh làm việc ở đâu vậy? Sau này đến chỗ anh chơi nhé. Cái này, cái này. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Cô làm gì vậy? Đi thôi. Đi thong thả. Tôi còn có lời muốn nói với anh Hà. Nói đây này. Anh Hà, tạm biệt, tạm biệt. Chàng trai, cậu giỏi thật đấy. Thang của cậu tôi lấy hết, cậu thấy 500 cân được chứ? Đương nhiên là được rồi. Nhưng mà chủ nhiệm Tiền,
Tôi nghĩ ông vẫn nên xem qua, chất lượng than của tôi đã, không cần xem, than của cậu, không vấn đề gì. Tối nay ở lại uống với tôi chút nhé. Không, không được, không được. Tôi mua sườn rồi, định về nhà cải thiện bữa ăn. Vậy tôi đi trước nhé. Được. Giặt hết đống quần áo này đi. Chậm chạp thế. Ôi chao. Cái gì thế này, thơm quá. Sườn ở đâu ra vậy? À, đương nhiên là bỏ tiền ra mua rồi. Chứ nó có thể tự nhảy vào nồi được sao? Đồ phá gia chi tử, tiền đâu ra? Tiền đâu ra? Tôi đâu có lấy tiền của ông. Hai nhị cẩu, sao lại nói chuyện với bố tôi như vậy? Xin lỗi, nhanh lên. Con bé đáng yêu, không chịu làm việc, mồm miệng, còn thèm thuồng. Nhà họ Hà chúng ta sao lại nuôi đồ phá gia chi tử như mày chứ? Tôi làm sao? Tiền tôi tự kiếm được, tôi muốn tiêu thế nào thì tiêu. Tiền mày kiếm được. Mày kiếm được tiền, cũng là của nhà họ Hà chúng ta, cũng là của tao. Mày mà kiếm được tiền không đưa cho tao, xem tao có đánh gãy chân mày không. Mẹ, nhị cẩu đi ra ngoài làm thuê, kiếm chút tiền. Không phải mua chút sườn về hiếu kính mẹ sao? Im miệng. Có chỗ cho mày nói sao? Nếu không phải mày là con, gà mái già không đẻ trứng được. Đồ vô dụng. Thằng hai có thể ra ngoài, tìm con dở hơi này sao? À. Vâng, 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 mẹ. Ngồi xuống ăn nhanh đi. Mẹ. Mẹ, nếm thử tay nghề của con. Ăn cái gì mà ăn? Giặt đồ xong chưa? Ni giặt đồ nhanh lên. Chưa giặt xong đồ thì không được ăn. Mẹ, ngồi xuống đi. Thịt là tôi mua, thức ăn là tôi nấu. Sao mẹ tôi lại không được ăn? Vì tao là chủ gia đình. Mẹ, không thể ngồi xuống tử tế. Ăn bữa cơm sao? Ăn, ăn, ăn cả ngày, chỉ biết ăn. Gia đình mình kiểu gì không biết sao? Bữa này không ăn hết thì ta giữ lại. Cháu ngoan, ăn nhiều vào nhé. Mấy hôm nay, cháu gầy đi rồi. Mày muốn làm gì? À, bà làm vậy hơi quá đáng đấy. Trước đây mấy người lén ăn thì thôi, giờ bà làm vậy. Coi chúng tôi là cái gì? Là người hầu sao? Thằng nhóc con, mày tưởng mày là ai? Mấy người không phải là người hầu sao? Nuôi ong tay áo rồi. Thằng hai, mày điếc rồi à? Mày nghe thấy nó nói chuyện với tao thế nào không? Nhị cẩu, sao lại nói chuyện với bà như vậy? Bố, bố hiếu ngu rồi. Bố nhìn bố với mẹ con, giống cái gì kìa? Thêm 2 năm nữa, bố còn sống không? Bớt lải nhải đi. Nói như thể chúng tôi khổ đãi mấy người vậy. Đừng có léo nhéo nữa, không ăn thì cút. Thịt tôi mua, sao tôi lại không được ăn? Chúng ta về thôi. Bố, đi thôi, chúng ta về thôi. Không được, thằng nhóc con, đặt thịt xuống cho tao. Ai dám cướp thịt của tôi, động vào thử xem. Hôm nay ai dám cướp thịt của tao, tao liều mạng với người đó. Đồ bất hiếu. Mày xưng hô với ai là tao đấy? Anh cả, anh nhìn xem. Con súc sinh anh nuôi. Dám động dao với mẹ rồi kìa. Nhị cẩu, bỏ dao xuống mau. Chẳng phải tại con gà mái già không biết đẻ trứng là mày. Nhà họ Hà chúng ta, sao lại cưới phải mày? Đồ vô dụng chứ. Bà dám nói mẹ tôi thêm một câu nữa thử xem. Bà nói nữa. Tôi nói cho các người biết. Con dám nói chuyện với mẹ tôi như vậy nữa, tôi sẽ liều mạng với các người. Nghe thấy chưa? Mẹ, đi thôi. Ngày tháng này không sống nổi nữa rồi. Ông già. Con trai không cho tôi ăn, không cho tôi uống. Cháu trai còn cầm dao chém tôi. Tôi không sống nữa. Tôi đi tìm ông đây. Ôi cha ơi, tôi không sống nữa. Tôi không sống nữa. Ngày tháng này không sống nổi nữa rồi.
Ông à, hôm nay con làm cái trò gì vậy? Con muốn hù chết mẹ sao? Mẹ, ăn đi. Bố cũng ăn đi. Tôi không sống nữa. Bị người ta cầm dao chĩa vào. Thằng hai còn không dám hò hé gì. Ôi chao. Thằng nhóc con, hôm nay tao phải đánh chết mày, bố nó, không được. Thằng nhóc con, dám cầm dao chĩa vào bà mày. Xem hôm nay tao có đánh chết mày không, không sao đâu mẹ, mẹ, đừng cản bố. Mày biết sai chưa? 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 Mau quỳ xuống, xin lỗi bà mày đi. Con không sai, con không xin lỗi. Mày còn dám cãi lại. Vậy con nói sai sao? Bố nhìn những năm nay, mẹ con thành ra cái dạng gì rồi? Mẹ con mỗi ngày làm nhiều việc như vậy, bà ấy còn không có cơm mà ăn. Bố có biết không, mỗi tối bà ấy về nhà ăn cám. Ông nhà, đừng nghe con nó nói linh tinh. Con nói linh tinh sao? Bố xem. Đây là đồ cho lợn ăn mà. Ông nhà à, đừng như vậy. Ngọc Trân, tôi xin lỗi bà. Đừng như vậy. Bố, bố cũng đừng tự trách. Sau này nhà mình sẽ giống như nhà bác cả, sẽ không phải làm Dũng nữa. Làm sao được? Dũng cũng không thể bỏ hoang được. Vậy cũng không thể để mẹ một mình làm Dũng được. Bố, nghe con, từ ngày mai chúng ta đi bán xiên nướng. Con nhất định sẽ cho nhà mình có cuộc sống tốt đẹp. Ăn cơm, được rồi. Để con thử xem. Con trai, hai người ăn đi. Nghe con, chuyện này cứ yên tâm. Mấy người đang làm cái gì vậy? Giờ này chưa rồi. Còn không mau ra ruộng. Còn ngoài ruộng bao giờ mới nhổ hết được? Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau ra ruộng. Mẹ, để con. Ruộng nhà họ Hà chúng ta đều là bố tôi làm hết. Mày nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Còn có của tao và bác cả mày nữa. Cả nhà chỉ có nhà chúng ta làm việc. Những người khác đều là đồ vô dụng sao? Ê, thằng nhóc con, nói cái gì đấy? Tôi nói gì ông không biết sao? Bà, tại sao việc nhà đều là nhà chúng tôi làm? Tao là trưởng thôn, việc lớn việc nhỏ trong thôn tao đều phải lo. Làm gì có thời gian ra ruộng? Ông có thời gian ngủ đến 11, 12 giờ. Ông không có thời gian ra ruộng. Tôi thấy ông chính là ngủ đến 11, 12 giờ thì làm sao? Ngủ đến 11, 12 giờ thì làm sao? Là người ta có bản lĩnh. Mày có bản lĩnh gì? Nói nó chứ có nói mày đâu. Dũng cũng không biết làm, chỉ biết đan cái giỏ rách, còn không mau đi đan giỏ. Ừ. Bố còn muốn để mẹ con mỗi ngày đều ăn rau cám sao? Mẹ, Ngọc Trân làm việc vất vả lắm, mỗi ngày đều không no bụng, lén ăn cám trong nhà. Tôi thật là, ăn cám thì làm sao? Không đẻ được trứng thì không thể coi như giúp vật mà nuôi sao? Nhà họ Hà chúng ta nuôi bà, ta có tác dụng gì? Có tác dụng gì? Ăn mặc dùng của nhà chúng ta, cái nào mà không phải mẹ tôi lo liệu? Bà nói câu này bà có lương tâm không? Được rồi, được rồi. Với loại người ích kỷ như bà, cũng không nói lý lẽ được. Mày, bố mẹ, đi thôi. Đi. Mẹ, lên xe. Nhị cẩu, cái này. Không sao, chúng ta bán bên đó. Xiên nướng đây, hai hào một xiên đây. Xiên nướng đây. Xiên nướng một hào rưỡi một xiên đây. Bên này có bán xiên nướng kìa. Ông chủ, chúng ta thử xem. Vị được đấy. Cảm ơn, cảm ơn. Xiên vừa to vừa rẻ. Tôi sẽ đến ăn mỗi ngày. Ông chủ,
cho tôi một cái cuốn bánh nhỏ. Được rồi, cho tôi một cái. Cái này bao nhiêu tiền một cái? Đi. Tiền của anh đây. Được. Tránh ra. Nhóc con, nói cho mày biết. Tao có nhiều cách để xử mày. Giờ cho trước mặt tao. Tao cho mày một xu cũng không kiếm được. Rồi rồi. Mày đùa à? Mày đùa à? Phỉ, bà mày. Cái mùi lợn nái này to thế này sao ăn được? Đúng vậy. Cái này của tôi nướng cháy bên ngoài rồi, bên trong vẫn chưa chín. Nướng chưa chín mà đã mang ra bán rồi. Đùa, cả bộ đồ nghề này. Cậu thêm thịt chắc cũng tốn kha khá đấy. Mau trả tiền lại cho tôi. Nào nào nào, xiên nướng đây. Còn cả máu nữa, thế này sao ăn được? Nếu không chín mà đã mang ra bán. Đùa, trả tiền. Trả tiền, trả tiền, trả tiền. Vậy à, qua bên kia đi. Qua bên kia, đi đi. Nào nào nào, xiên nướng, đừng đi. Ông chủ, cho tôi một cái cuốn bánh nhỏ. Được, đợi một lát. Cho tôi hai xiên nữa. Đều có, đều có. Đồng chí. Đều có, đều có. Nào nào nào, anh Cường. Anh cũng đến nhà này ăn xiên nướng đi. Xiên nhà này ngon lắm. Ăn cái đầu anh mày. Cút, cút xéo. Cút đi, không sao đâu. Mày lại gây chuyện ở đây nữa à? Gây chuyện hả? Ai gây chuyện? Tao. Tai thấy. Tao nói cho mày biết. Công nhân nhà máy chúng tao, ăn xiên của mày bị đau bụng. Tao đến đây để giải quyết việc này. Đồng chí à, chuyện này có phải là hiểu lầm gì không? Đúng, đúng. Xiên của chúng tôi rất vệ sinh, không tin cậu thử xem. Úp. Này, sao nào? Sao nào? Các người còn muốn hại chết tôi à? Muốn hại tôi? Mày không phải là muốn gây sự với tao sao? Cần gì phải vòng vo tam quốc như vậy? Đừng dài dòng nữa. Nào nào nào. Mày lại đây, mày hỏi xem. Mày nói cho nó biết, mày giả vờ à? Hả? Mày như vậy à? Mày có chuyện gì? Thì cứ nói ra. Ở nhà máy chúng ta, có rất nhiều anh em công nhân. Nhưng có một điều. Đừng nói nhăng nói cuội. Hủy hoại danh tiếng của người khác. Nếu không tôi sẽ cho mày ở. Nhà máy này không sống nổi. Nói đi, làm sao? Ăn xiên nhà nó bị. Nghe thấy chưa? Mày. Nghe thấy chưa? Ăn xiên nhà nó bị đấy. Có dám mua không? Trả tiền, trả tiền, trả tiền, trả tiền, trả tiền. Ồn ào cái gì? Là anh à? Hồ. Triệu Cường, anh đang làm cái gì ở đây? Chỗ này không thuộc phạm vi quản lý của nhà máy chúng ta. Đúng là không thuộc phạm vi quản lý của nhà máy chúng ta. Nhưng có một điều. Người của nhà máy chúng ta, ăn xiên nướng của nó, bị đau bụng. Việc này là tôi quản. Đồng chí này. Xin lỗi anh. Những thứ này của anh. Bị tịch thu rồi. Mày muốn làm gì? Cậu không được làm vậy. Mày có tư cách gì tịch thu xe của tao? Tao có tư cách gì? Được, tao nói cho mày biết, tao có tư cách gì. Người của nhà máy chúng tao ăn. Xiên nướng của mày bị đau bụng, tất cả mọi người đều ăn. Vậy thì tất cả đều bị đau bụng. Mày đang phá hoại sản xuất của huyện. Mày đang phản cách mạng. Mày đừng có chụp mũ lên đầu tao. Xin lỗi, chúng ta đi. Sau này chúng ta không đến nữa đâu. Cậu đừng tịch thu đồ của chúng tôi. Không tịch thu đồ của các người, cũng được. Con trai các người đắc tội với tôi cũng có thể không quan tâm. Hay là thế này? Bà quỳ xuống, lại tôi một cái thì sao? Mẹ xử nó đi. Xử nó? Làm cái gì vậy? Nhà máy mỗi ngày mất nhiều, linh kiện như vậy, một cái cũng không tìm ra. Lại đi, ăn hiếp người bán hàng rong. Ăn hiếp người bán hàng rong. Tao nói cho mày biết, người của nhà máy chúng tao, ăn xiên nướng của nó, bị đau bụng. Như vậy là đang làm trì trệ sản xuất của nhà máy chúng ta. Mày nói cho tao biết, tao có thể tịch thu quầy hàng của nó không? Tịch thu quầy hàng của nó, có được không? Trả tiền, trả tiền, trả tiền, trả tiền. Mọi người, tôi không phải ngày đầu tiên bán hàng ở đây. Mọi người trước đây ăn xiên của tôi cũng không có vấn đề gì. Đúng vậy, có lý. Chuyện này, này, trước đây không có chuyện gì. Không có nghĩa là hôm nay không có chuyện gì, đúng không? Biết đâu hôm nay, thịt này của anh bị hỏng. Thịt của tôi có vấn đề. Anh đừng quên.
Trước đó, hắn ta đã ăn xương thịt có mùi lợn nái của anh, chưa nướng chín. Này, anh đừng vu khống người khác. Tôi vu khống. Anh coi mọi người đều là đồ, ngốc sao? Ăn xong, còn chưa tiêu hóa, đã bắt đầu đau bụng rồi. Đúng vậy. Thì ra là mày. Mày còn là người của nhà máy nữa chứ. Đánh nó, đánh, đánh. Mẹ kiếp mày. Mày phá hoại sản xuất. Đánh nó. Cho mày bắt nạt tao. Cho mày bắt nạt tao. Đánh nó. Đánh nó. Mày đợi đấy. Sao vậy? Lại muốn đi rồi. Mày còn muốn thế nào nữa? Mày làm người nhà tao sợ. Xin lỗi đi. Xin lỗi. Mày đi hỏi thăm nhà máy này xem. Nhà máy thì sao? Anh tưởng bố anh là phó giám đốc, là có thể muốn làm gì thì làm sao? Tôi nói cho anh biết, tôi chỉ cần một câu là có thể đuổi cả nhà anh ra khỏi nhà máy này. Được. Bố cô là giám đốc. Mẹ cô. Cô cẩn thận cho tôi. Nói nhảm gì vậy? Mau xin lỗi cho tôi. Xin lỗi. Chúng ta đi. Cảm ơn cô, không cần khách sáo. Sau này, anh cứ bán hàng ở đây. Ai dám đến bắt nạt anh, tôi và bố tôi sẽ không tha cho hắn ta. Nào, mọi người. Bố, cẩn thận. Mẹ. Cháu ngoại, ăn đi, ăn đi. Chuyện gì thế này? Đồ đạc bị ném ra ngoài rồi. Khóa cũng bị thay rồi. Bà già này muốn đuổi chúng ta đi. Lái gì? Các người lại ăn vụ. Cả nhà tôi làm lụng vất vả, quanh năm suốt tháng không được ăn cơm trắng. Các người ở đây ăn bánh rau. Các người coi nhà tôi là cái gì? Cho các người ăn. Đồ chết tiệt. Bánh rau của tao. Đồ khốn nạn. Còn muốn đánh nhau à? Ra sân. Nhi, y. Đồ chó chết. Tao đã sớm thấy mày khó ưa rồi. Đồ nhãi ranh. Hôm nay tao không đánh chết mày. Có người không? Đồ khốn nạn. Đồ chó chết. Có người không? Có người đánh người rồi. Cả nhà ăn vụng còn đánh người. Cả nhà ăn vụng còn đánh người. Mày dám đánh em tao. Nó đánh người. Đồ khốn nạn. Mày lao quá rồi. Mày lao thật rồi. Đồ khốn nạn. Cứu tôi với. Tao chém chết mày. Trưởng thôn giết người rồi. Ông làm cái gì vậy? Cứu tôi với. Tránh ra. Làm gì thế? Còn dao động súng nữa. Cứu tôi với. Hà Trường Quý, ông muốn làm gì? Bí thư Dương, anh không biết đâu. Gia môn bất hạnh. Nuôi ong tay áo. Cứu tôi với. Bí thư Dương, ông phải làm chủ cho tôi. Đồ khốn nạn. Nó muốn tạo phản. Bí thư Dương, ông mau làm chủ cho tôi. Cứu mạng. Bí thư Dương, ông đến rồi. Họ muốn giết tôi. Họ muốn giết tôi. Chuyện bé xé ra to. Hà Trường Quý, ông muốn làm gì? Chuyện gì thế này? Còn động dao nữa. Anh không biết đâu. Bí thư Dương, thằng nhãi này. Vừa đến nhà tôi, đã lật bàn. Còn đánh cả hỉ oa. Tôi không có. Bí thư Dương, ông không biết đâu. Tất cả mọi việc trong nhà đều là ba chúng tôi làm. Quanh năm suốt tháng chỉ được ăn rau. Ông xem, họ ném hết đồ của chúng tôi ra ngoài rồi, cửa cũng khóa rồi, khóa cũng thay rồi. Coi chúng tôi như súc vật. Mày chính là súc vật. Mày tưởng nhặt mày về
Là mày thành người nhà họ Hà chúng tao sao? Ta nói cho mày biết, trong mắt tao, mày chỉ là đứa làm thuê hôi hám, ông Sen bà già. Tôi thấy tư tưởng phong kiến của bà có vẻ khá nghiêm trọng. Chắc là chưa bị đấu tố bao giờ à? Bí thư Dương, mẹ tôi hôm nay hơi nóng vội. Bình thường chưa bao giờ mắng cậu ấy, thật sao? Thật sự là thật sao? Đừng để tôi điều tra ra gì. Tra ra cái gì? Thì đừng hòng làm nữa. Bí thư Dương, tôi chỉ thỉnh thoảng mắng cậu ấy vài câu thôi. Thực ra tôi cũng là người, miệng nói mà không để bụng. Đây là chuyện nhà các người. Theo lý mà nói, tôi không nên xen vào. Dân số cũng đông lên rồi. Đất đai cũng ngày càng nhiều. Theo tôi thấy, không được thì các người cứ chia nhà, mỗi người sống cuộc sống của mình. Cứ vậy đi. Tan đi, tan đi. Bí thư Dương đi thong thả. Bí thư Dương nói đúng. Chia nhà đi. Chia hay không cũng không phải do người ngoài như mày quyết định. Ta nói cho mày biết, cút đi chỗ nào xa xa ấy, chỗ nào tối tăm thì ngồi xổm xuống đó đi. Được, không chia. Nhưng từ ngày mai trở đi, chúng tôi chỉ trồng đất của ba người. Các người muốn làm gì thì làm. Vậy thì các người đừng có ăn cơm. Nói như thể tôi thèm bát cháo loãng của bà ấy. Không ăn thì thôi. Bố mẹ, chúng ta đi thôi. Được rồi con trai, không sao, đừng khóc nữa, bà nội. Bố mẹ ngồi cho vững nhé. Đứng lại. Nhi đâu? Hôm nay nhà không có ai xuống ruộng, con xuống ruộng với bố con đi. Hà, Hà gì mà Hà? Đừng lười biếng. Đừng lười, dậy làm việc đi. Ôi chao. Chàng trai. Nghỉ một lát, tới ngay, tới ngay. Được rồi, tới ngay, tới ngay. Cho một phần thịt xiên. Tôi cho cậu trước. Cục cưng nhỏ, mày muốn thiêu chết ta à? Xem ta đánh chết mày không? Bà nội, cho mày chạy, đừng đánh con. Bố, nghỉ oa, về rồi. Mau ngồi ăn cơm. Nào nào, nghỉ oa. Đái gì đây? Như thần vậy. Tôi làm việc cả ngày, chỉ cho chúng tôi ăn cái này. Lần đầu tiên tôi nấu cơm. Có thể làm được như vậy là tốt rồi. Tôi muốn ăn bánh mì trắng. Bánh mì trắng. Muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Lương thực một tháng có hạn. Bà nội, ăn nhiều một chút. Biết đủ đi. Lương thực của bữa này đều ở đây rồi. Có cái ăn là tốt rồi. Không như người nào đó, đến cả than cũng không có mà ăn. Này. Nào. Được. Này mẹ. Thơm thật. Cho bà ăn đi. Đều có này. Con cũng ăn một cái. Thơm quá. Ừ. Ăn tép tỏi nào. Ừ. Con trai, nào. Ăn với tỏi ngon hơn, phải không? Họ đang ăn bánh bao nhân thịt kìa. Ớt xào này cũng thơm đặc biệt. Ừ. Bà, họ.
họ đang ăn bánh bao nhân thịt. Ngày nào họ cũng không làm gì, chỉ ăn bánh bao nhân thịt. Con và bố làm việc cả ngày. Ở đây chỉ được ăn mấy thứ này, đồ chó lợn cũng không thèm ăn. Hì oa, mày có ý gì? Có cái ăn là tốt rồi, mày còn kén chọn. Sao nào? Không phục à? Trước đây các người chẳng phải cũng đối xử với bố mẹ tôi như vậy sao? Con muốn ăn bánh bao nhân thịt. Không ăn thì nhịn đói. Đi, đều về phòng cho ta. Làm gì vậy? Con trai, chúng ta làm vậy. Có phải quá đáng quá không? Quá đáng sao? Trước đây họ cho chúng ta ăn rau dại, cũng đâu thấy họ quá đáng. Chúng ta bán xiên nướng một ngày cũng bằng chúng ta trồng ruộng cả năm rồi. Giá mà kinh doanh mỗi ngày đều kiếm tiền được như vậy. Một thời gian nữa, có thể sẽ xuất hiện nhiều người bắt chước hơn. Sẽ không kiếm được nhiều tiền như vậy nữa. Vậy phải làm sao? Thay vì để họ bắt chước ta, chi bằng ta trực tiếp dạy họ. Con muốn làm nhượng quyền thương mại. Nhượng quyền. Nhượng quyền là gì? Muốn nhượng quyền thịt nướng nhị cẩu. Trước tiên, các người phải có một chiếc xe ba bánh. Tiếp theo, tất cả nguyên liệu nướng thịt mà các người cần. Xiên tre, than củi, thịt, gia vị nướng đều phải mua từ cửa hàng chính của chúng tôi. Không vấn đề, không vấn đề. Mỗi tháng các người còn phải đưa tôi 30% phí nhượng quyền. Không vấn đề, không vấn đề, được. Vậy tiếp theo, tôi dạy các người cách nướng. Nhìn này, thịt nạc mỡ xen kẽ như này. Có thể đặt lên, nướng trực tiếp. Nướng ra tiếng như này, sau khi chảy mỡ. Sau đó, rắc ớt bột lên. Để dầu làm ớt, dậy mùi thơm. Biết chưa? Tiếp theo dạy các người cách nướng hẹ. Kết dầu trực tiếp. Nào, thịt nướng nhị cẩu, ngon bổ rẻ. Bấy xiên nào, đưa tiền cho anh. Con cũng muốn ăn. Nướng hẹ nào, ông chủ, thơm quá. Đừng vội, có đủ cho tất cả. Tiểu Hà, tôi thật sự rất khâm phục cậu. Nhà máy, chợ và bến xe của toàn huyện chúng ta đều có thể thấy quầy thịt nướng của cậu. Chủ nhiệm Tiền, đây mới chỉ là bước đầu tiên của tôi. Sao, cậu còn ý tưởng khác à? Tất nhiên, tôi muốn dẫn dắt cả huyện chúng ta cùng làm giàu. Cậu không đùa chứ? Tất nhiên là không. Nào, chú thử cái này xem. Ngon, ngon quá. Chú lấy thêm cái bánh bao nữa, thêm vào thử xem. Được. Thêm nữa, đúng rồi. Để phối, ngon quá, cậu làm à, ngon. Chủ nhiệm Tiền, tôi muốn làm phiền chú, giúp tôi làm giấy phép kinh doanh, nhập thêm hai thiết bị nữa. Tôi muốn mở nhà máy trong huyện, bán tương ớt này ra toàn thế giới. Giỏi lắm, có chí khí. Tôi đã không nhìn lầm cậu. Chuyện này, tôi nhất định sẽ làm giúp cậu. Lão Tang, lấy chai rượu nào, vào, uống với Tiểu Hà vài chén. Đừng, đừng. Chủ nhiệm Tiền, lát nữa tôi còn phải đến xưởng cơ khí đón người. Đón người, đón ai? À. Được, được, tôi hiểu rồi. Đi đi. Anh Ma, anh lấy chân giò hun khói cho tôi nhé. Được. Cảm ơn anh bà. Chủ nhiệm, tôi đi trước nhé. Ừ, cầm lấy ăn đi. Đây là của tôi, của tôi, của anh đây. Ừ. Tôi muốn cái này. Ông chủ, cho tôi một phần. Đi thong thả, cho tôi đậu đũa. Anh muốn đậu đũa phải không? Phải. Đây, còn anh, tiền để đây. Ngoan quay lại. Anh muốn cái nào? Cái này, cho một phần. Cầm cho chắc nhé. Hương nguội sao, vẫn chưa ra. Cho một phần thịt. Triệu Cường, anh muốn làm gì? Làm gì, cô không biết sao? Tôi theo đuổi cô lâu như vậy, cô vẫn chưa đồng ý. Vậy thì đừng trách tôi nóng vội. Tôi không chờ được nữa.
Cút đi, mau cút. Lại là thằng nhãi này. Đuổi theo nó, vâng. Còn ai nữa? Đứng lại, đứng lại. Đừng chạy. Sao vậy? Dọn hàng rồi. Đừng để chúng chạy, đứng lại. Không bán nữa, không bán nữa. Đi thôi, đi thôi. Thả tôi ra. Thả ra. Thả tôi ra. Thằng nhãi. Dám phá đám tao, tao nói cho mày biết. Hôm nay tính sổ cả mới lẫn cũ, ngươn. Đánh nó. Mày dám, thả cô ấy ra. Dừng tay lại. Đánh ai đấy? Đánh ai đấy? Sao, mày cũng muốn ăn đòn à? Hả? Nào. Đánh tôi này. Đánh tôi đi, đánh tôi đi. Không phải đánh tôi sao? Đánh tôi đi. Đừng đánh vào mặt, đánh nhẹ thôi. Đi thôi. Trốn cho kỹ. Cẩn thận đấy. Anh núi lửa, cái gì vậy? Là nhị cẩu, chuẩn bị cho chúng ta. Sợ chúng ta bị bắt nạt khi buôn bán. Người nhượng quyền, ai cũng có một cái. Gặp nguy hiểm thì thổi còi. Những người nhượng quyền gần nó sẽ đến giúp đỡ. Anh nhị cẩu, anh nhiều ý tưởng thật. Chứ sao nữa, nhị cẩu, thông minh lắm. Này, không phải chứ, hai đứa đang làm gì ở đây vậy? Hả? Chúng tôi... được rồi, tôi cũng vừa dọn hàng xong. Chúng ta cùng về nhà. Cái đó, thận à, cái đó. Cậu về trước đi, làm gì vậy, cùng về chứ. Trên đường còn có thể nói chuyện. Cậu về trước đi. Sao vậy, hôm nay cậu... cậu thích hương muội à? Sao, sao vậy, mắt cậu dính cát à? Tôi lau giúp cậu. Tránh ra. Làm gì vậy? Sao? Sao không thể? Về cùng nhau. Anh núi lửa. Nhị cẩu còn có chuyện muốn nói với tôi. Anh về trước đi. Cậu xem, cậu nói sớm là có việc. Không phải là được rồi sao? Cẩu tử, tôi còn tưởng cậu thích hương muội. Đồ nhát gan, tôi đi đây. Hai người nói chuyện đi. Ô sen. Có đau không? Hả? Không đau, không đau. Đúng rồi, cái đó. Tôi mang chân giò hun khói cho cô thử xem. Cảm ơn, không có gì. Đi thôi. Ừ. Cái này tự làm à, đúng. Hương muội, thật ra tôi thích em. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Đi. Đồ đã đến rồi. Ở đây là 500 kg, tiền đâu? Tối muộn thế này, bọn họ làm gì vậy? Chắc chắn không phải chuyện tốt, đều là hàng tốt. Mấy hôm nay nhà máy cứ bị mất thiết bị, chẳng lẽ bọn họ... Cảm giác tên cầm đầu trông quen quen. Hình như là Triệu Cường. Triệu Cường.
Giám đốc Mạnh là người tốt. Tôi nhất định phải điều tra rõ ràng giúp ông ấy. Đi thôi. Đây là phí nhượng quyền tháng này của tôi. 500 đồng. Hả? 500. Giỏi đấy thật. Tháng này cậu bán được kha khá đấy. Đợi đã. Vào nhà lấy nguyên liệu từ bố tôi đi. Này, Thận. Không phải, cậu nói sao? Cậu đi giúp tôi. Được, cứ để tôi lo. Của tôi. Ừ, đi đi. Đây là của tôi. Đi thong thả. Đây là của tôi. Cái gì? Có thai rồi. Tao đánh chết mày, đồ mất mặt, đồ mất mặt. Đánh chết mày, đồ mất mặt, mất mặt. Nói, đứa con là của ai? Tôi không thể nói. Đánh chết mày, đồ mất mặt. Kêu mày không nói, đói không? Mẹ ơi. Đừng đánh nữa. Bây giờ đánh chết nó cũng vô ích. Chuyện này, có phải mày đã biết từ lâu rồi không? Chuyện này mà lộ ra ngoài thì mày còn làm trưởng thôn kiểu gì? Mẹ ơi, con đã bàn bạc với Hỷ Liên rồi. Thằng nhị cầu đó không phải muốn ra riêng sao? Nếu nó cưới Hỷ Liên thì chúng ta sẽ chia. Nếu không thì để chúng nó ra đi tay trắng. Cứ làm vậy đi. Cái gì? Kêu tôi cưới chị thôi. Mấy người điên rồi à? Chị gì? Mấy người? Đâu có quan hệ huyết thống. Kiếp trước, tôi chính là vì cưới cô ta mà nhà tan cửa nát. Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không để bi kịch xảy ra nữa. Thằng hai này, không được đâu. Không được cái gì. Chuyện này, cứ quyết định vậy đi. Ừ. Mấy người mất mặt, tôi còn cần mặt mũi à? Mấy người kêu tôi cưới chị tôi, truyền ra ngoài, nói hay thì là ở rể, nói không hay thì là loạn luân. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Mấy người căn bản là không có quan hệ huyết thống, không có quan hệ huyết thống. Đã là chị em thì chính là loạn luân. Sao nào, mấy người đều hồ đồ vậy? Mày, mẹ. Bà nội, mẹ. Không sao, tôi nói này bà nội, bà đừng giả vờ nữa. Hai nhị cẩu, anh chỉ là một tên nhà quê, học chưa tốt nghiệp cấp 2, mà tôi gả cho anh. Đó là phúc của anh. Anh còn chưa hài lòng à? Anh cũng xem lại mình, là cái thứ gì đi, anh dừng sao? Năm đó nếu bà nội cho tôi đi học, thì tôi đã thi đậu đại học rồi. Tôi cũng như cô, thi 3 năm cũng không đậu. Còn tôi xứng không xứng, tôi xứng chết cô. Này hai nhị cẩu, sao anh nói chuyện với chị tôi như vậy, thêm một cái nữa. Đồ hèn nhát. Không muốn đánh mày. Nào. Này, nhị cẩu, không phải cậu muốn ra riêng sao? Được, chỉ cần cậu cưới Hỷ Liên, tôi sẽ đồng ý cho ra riêng. Yên tâm, những gì nhà cậu đáng có, tôi sẽ không thiếu thứ gì. Mẹ. Thằng hai. Mẹ thật sự muốn ra riêng à? Sao lại không ra riêng? Còn không phải do mày nuôi tổ tông phá hoại. Xem ra, bố vẫn không nỡ ra riêng. Tôi phải để ông ấy thấy rõ bộ mặt thật của bác cả và bọn họ. Này, tôi nói chú hai, ra riêng thì ra riêng. Chú lôi tôi và Hỷ Liên vào làm gì? Dụng vườn này đều là của nhà họ Hà. Cậu tưởng chú họ Hà là người nhà họ Hà à? Chỉ có cậu cưới Hỷ Liên, cậu mới là người nhà họ Hà. Đúng vậy. Hà Hiếu Vũ, cái đồ vô dụng đó, ăn được mấy bát cơm, ai cũng biết rõ. Không chừng ngày nào chết. Bất động sản chia cho nó, đều sẽ quay về tay nhà họ Hà chúng ta. Mẹ, Trương Quý là con trai của bà, Hiếu Vũ cũng là con trai của bà. Sao bà lại nói nó như vậy? Im miệng. Hiếu Vũ vô dụng, cô lại là con gà không biết đẻ trứng. Cô còn mặt mũi mà hỏi mẹ. Nhà này nhất định phải chia. Căn nhà này là do tôi từng chút xây lên. Nông cụ làm việc này là do tôi đổi công điểm mà có. Đồ của tôi không ai được cướp đi. Đồ khốn nạn, mày còn dám nói thêm câu nữa. Bố tôi đã nói rất rõ ràng rồi, đã muốn ra riêng
thì chúng ta chia cho rõ ràng, chúng ta tìm Bí Thư Dương đến làm chứng. Này, nhị cẩu, bố và bà nội, không phải ý đó. Thật ra cái gì? Thật ra, tôi thích anh. Dậy đi, cô còn thích tôi. Diễn cũng giống thật đấy, từ nhỏ đến lớn, anh và ông ta có coi tôi là người không? Còn thích tôi. Tôi thấy là cô muốn tìm cho đứa con, trong bụng cô một người cha, cô. Sao cậu biết? Cậu dám nghe lén nhà tôi. Cậu có tin tôi? Tôi không tin. Chú hai đã ra riêng thì chia cho rõ ràng. Miệng tôi không kín. Chúng tôi thì không sao. Chú là trưởng thôn. Được. Cứ chia theo lời cậu nói. Chia đi. Sống không nổi nữa rồi. Hà Hiếu Vũ, ồ, vô lương tâm. Mày cứ đứng nhìn nó. Tivi không được mang đi, tôi còn phải xem. Cái này tôi. Trời ơi. Sống không nổi nữa rồi, sống không nổi nữa rồi. Ông trời ơi, đánh chết tôi đi. Ghế không được mang đi. Ông trời ơi, để lại cái ghế. Tôi thà chết quách cho rồi. Để tôi chết đi. Hà Hiếu Vũ, đồ khốn nạn. Đây là bố tôi đổi công điểm mà có. Bố ơi, bố quản bọn họ đi. Ê, mày làm gì vậy? Bà nội, bà đổi chỗ khác mà khóc đi. Cái này cũng là bố tôi làm, là của nhà tôi, hút đi. Đồ khốn nạn. Hôm nay tôi chết. Cũng phải chết ở đây. Sống không nổi nữa rồi. Hai người làm gì vậy? Bỏ tôi xuống. Hai người làm gì vậy? Đưa tôi ra ngoài. Đồ. Bố nạn nạp. Mấy người tạo nghiệt sẽ bị sét đánh. Được rồi. Đồ đã dọn xong rồi. Mấy người đi xem đi. Dọn sạch rồi. Không trở lại gì cho chúng tôi. Không ngờ. Đều tại mày. Đáng đời. Im miệng. Nhị cẩu, chúng ta làm vậy. Quá hơi quá không? Quá gì mà quá? Lúc bọn họ bắt nạt cô, sao không thấy quá? Như vậy là bọn họ đáng đời. Đúng vậy, đúng vậy. Thận à. Tôi lát nữa ra ngoài một chuyến, cậu giúp mẹ tôi ở nhà xây cái bếp. Được, cứ giao cho tôi, yên tâm. Cảm ơn bà con hôm nay, làm chứng cho việc chia gia đình tôi. Tôi định mở một nhà máy tương ớt trong làng, mở một xưởng tương ớt. Nếu mọi người muốn kiếm tiền cùng tôi, có thể đăng ký. Tôi đảm bảo mọi người thu nhập hàng tháng trên trăm. Trời, thật hay giả vậy? Không giả được đâu. Dương Hỏa Sơn nhà chúng tôi, làm cung nhị cầu, một tháng kiếm được hơn 1.000 tệ. Cái này không cần phải nghi ngờ. Tôi và Bí Thư Dương đã làm xong giấy phép, cái này. Nhìn này. Đây là giấy phép kinh doanh của chúng tôi. Giấy phép kinh doanh, tốt quá, giấy phép kinh doanh. Xem nào, đúng là giấy phép kinh doanh thật. Thật sự là giấy phép kinh doanh. Ngọc Trân, cô nuôi dạy con trai. Giỏi, thật đấy. Bà con ơi, ai muốn làm cùng chúng tôi, có thể tìm Bí Thư Dương đăng ký. Tôi đăng ký được không? Tôi muốn đăng ký, tôi đăng ký, tôi đăng ký. Nhanh lên, tôi đến đăng ký. Tôi một mình, tôi đi đăng ký. Tôi muốn đăng ký, ghi tên tôi vào. Tôi cũng được chứ. Nếu mày mở được xưởng tương, tao sẽ theo họ mày. Được rồi, được rồi. Phúc. Cảm ơn. Cảm thấy thế nào? Có phải rất tuyệt vời không? Tốt quá, tốt quá. Chúc mừng nhé. Tốt thật đấy. Đây là người nào vậy? Giám đốc Mạnh, sao ngài lại đến đây? Ông chủ Hà Khai Trương, tôi tất nhiên phải đến chúc mừng rồi. Để tôi giới thiệu cho cậu, vị này là Bí Thư Huyện ủy. Nghe nói cậu muốn mở xưởng, đặc biệt đến xem. Hoan nghênh, Bí Thư Lý.
Cậu là Hà Nhị Cầu à? Tôi đã nghe Lão Mạnh và Lão Tiền nói về chuyện của cậu rồi. Thật sự là tự lực cánh sinh, trẻ tuổi tài cao, khen quá lời rồi. Hà Nhị Cầu. Xong đời rồi, xong đời rồi, đồ sói mắt trắng. Hôm nay, tao liều mạng với mày. Thận à, bảo vệ bí thư Lý. Điên rồi à? Chúng ta đã chia gia đình rồi, bà còn đến gây rối, đồ khốn nạn. Nhà họ Hà tao nuôi mày lớn, mày lại đối xử với chúng tao như vậy. Mày, mày chết không yên thân. Cả nhà mày chết không yên thân. Bà chửi, Nhị Cầu. Đừng manh động, đừng manh động. Nhiều người nhìn lắm, thật là không biết xấu hổ. Mọi người xem đi, cho đánh bà nội, xem nó thất đức thế nào. Đánh đi, đánh đi. Mày không sợ trời đánh sét, đánh chết cả nhà mày à? Đánh cho mày, đánh cho mày. Chân tôi, chân tôi. Bà già này, mọi người xem, chân tôi bị nó đánh gãy rồi. Bà đừng giả vờ nữa được không? Bà đừng giả vờ nữa. Chúng tôi đều thấy Nhị Cầu căn bản không ra tay. Đúng vậy. Liên quan gì đến cô? Lo chuyện bao đồng. Đừng nói xấu sau lưng người khác. Này, bắt nạt tôi chính là bắt nạt. Bà già, tôi nói cho bà biết, đây là xe công. Nếu bà làm hỏng nó, phải bồi thường đấy. Đừng hù tôi. Tôi biết ông với thằng này cùng một ruột. Tôi bồi thường cho ông. Tôi bồi thường cái chân bà nội ông. Bà này. Mẹ. Đừng làm loạn nữa. Xuống. Mau, ta không xuống. Hôm nay ta chết ở đây. Hôm nay không phải khai trương đại cát sao? Hôm nay ta chết ở đây. Để cho chúng xem hôm nay cát lợi thế nào. Mẹ, đây là xe của bí thư huyện ủy. Thì đã sao? Cho dù là tỉnh ủy, bà còn làm loạn nữa, chức trưởng thôn của tôi sẽ bị mất. Chú hai, chú đến thật đúng lúc. Đội liên phòng sẽ đến ngay. Bí thư Lý, mẹ tôi tuổi đã cao, đầu óc không còn minh mẫn, ngài đừng chấp bà ấy. Tôi thấy bà ta giả điên giả khùng, khôn ngoan lắm. Mày ít nói lại đi. Bí thư Lý, bà cụ tuổi đã cao, tôi không chấp, nhưng chuyện của anh, huyện sẽ cử người xuống điều tra. Ngoan ngoãn cho tôi. Còn nữa, dọn dẹp sạch sẽ cho tôi. Bí thư, tôi nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Bà, ông chủ Hà, cậu dẫn tôi tham quan bên trong xưởng tương ớt của cậu đi. Mời. Đi đi đi, đừng để ý đến bà ta. Nhìn cái gì, nhanh làm việc đi. Ngài xem bên này, mỗi công đoạn làm tương thịt của chúng tôi đều cần kiểm soát thời gian nghiêm ngặt. Sau đó ngài lại xem bên này, thịt bò của chúng tôi đều là thịt bò vàng được tuyển chọn, sau khi lọc bỏ gân màng, cắt nhỏ bằng tay. Như vậy, đảm bảo thịt bò không bị máy móc phá hủy. Bí thư, chúng ta xem bên này. Để đảm bảo chất lượng, một nồi xào tối đa 10 lọ. Trong thời gian này, lửa lớn nhỏ, tốc độ đảo đều ảnh hưởng đến hương vị tương ớt của chúng tôi. Cậu Hà, tương thịt này là do cậu phát minh ra. Coi như vậy, bán thì phải có thương hiệu chứ. Không biết ông chủ Hà định đặt tên gì cho tương thịt này. Gọi là Hà Kiều Tương Phủ, hay đặt tên theo thị trấn Hà Kiều? Ông chủ Hà muốn đưa thị trấn Hà Kiều ra cả nước à? Không, tôi muốn đưa thị trấn Hà Kiều ra toàn thế giới. Đúng rồi, chủ nhiệm Tiền, anh nói xem, tương thịt của tôi có cơ hội được bày trên quầy trưng bày của nhà hàng không? Cái này mà. Hay là bí thư, chúng ta vào trong. Đây là thương hiệu của chúng tôi. Tôi thật sự có ý định này. Đóng gói rất thành thạo, chúng tôi đều được đào tạo bài bản. Mọi người đói rồi chứ? Đến nếm thử bánh bao nóng vừa ra lò của tôi. Đợi miếng này lâu lắm rồi. Nào nào nào, tôi nói cho mọi người biết,
chúng ta nếm thử tương ớt này cho kỹ. Thơm lắm, thơm hơn cả bánh mì kẹp thịt. Đúng đúng đúng, nào nào nào. Cảm ơn. Thơm, thật sự thơm. Nào 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 nào, nếm thử đi. Đồ ngon như vậy, chính là vị này, chắc chắn bán chạy. Cậu ấy không chỉ muốn bán cho mình tôi. À đúng rồi. À đúng rồi, tôi muốn bán tương ớt của xưởng đi khắp cả nước, bán ra toàn thế giới. Các cô gái đừng ngại, đừng ngại. Lại gần một chút, nhìn vào ống kính, nhìn vào ống kính. 1, 2, 3, tốt. Chúng ta chụp thêm một tấm nữa. Đều có. Cho tôi một lọ. Tôi cũng muốn, mỗi người một lọ. Đừng vội, đừng vội. Được rồi. Của tôi, ông chủ, lấy một lọ tương ớt. Lê. Cảm ơn. Coi như mọi người có lộc. Đây là tương thịt bò, nướng gà, mới nhất của xưởng chúng tôi. Cho mọi người dùng thử miễn phí. Miễn phí à? Được được được, lấy một cái, thử xem sao. Nếm thử xem, nếm thử. Thế nào? Ngon ngon ngon. Nếu ngon, thì mọi người ra ngoài, quảng cáo giúp chúng tôi nhé. Tương thịt bò Hà Kiều tương phủ. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, nhanh lên nhanh lên. Cậu muốn gì? Cho tôi một lọ tương thịt bò. Muốn tương thịt bò, nhanh lên. Đẹp không? Ngon thì mua tiếp. Ngon thật đấy. Ngon thật. Ngon. Ngon quá. Đây là mày mua à? Nó không có quốc khí. Xem tao có đánh chết mày không. Đứng lại đó cho tao. Bà nội, bà nếm thử tương này đi. Tao nếm cái chân bà nội mày. Để tôi nếm thử. Được rồi. Được rồi. Cái gì được rồi? Được rồi. Hỷ Liên và Lý Tiến Tiền ở làng bên đã thành đôi rồi. Đó không phải là con trai của bí thư thôn bên cạnh sao? Lý Tiến Tiền, bà nội, con về rồi. Hỷ Liên về rồi. Bà nội, đây là đồng chí Lý Tiến Tiền phải không? Bà nội, tôi thường nghe Hỷ Liên nhắc đến bà. Chiếc xe đạp này là hiệu trưởng Trinh phải không? Cái này đáng giá không ít tiền đâu. Mấy trăm tệ đấy. Anh gì? Chỉ mấy trăm tệ thôi. Anh giàu thật. Hỉ oa, đừng gọi lung tung. Chưa chắc chắn đâu. Con bé này, nói chuyện kiểu gì vậy? Ta thấy, gọi vậy là được rồi. Đúng vậy, đồng chí Tiến Tiền. Chuyện này, ăn sớm càng tốt. Đây không phải là cái đồ vong ân bội nghĩa, về nhà rồi sao? Đứng lại. Đây là bác cả bác gái. Gà, em trai nhị cầu phải không? Phải. Xin chào, xin hỏi anh là. Bỏ cái tay bẩn của mày ra. Tiến Tiền, chính là hắn. Suốt ngày bắt nạt nhà chúng tôi. Hắn còn đánh tôi. Đái gì? Mày còn đánh cả bạn gái tao. Mày còn đánh cả bạn gái tao à? Hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm. Hỏi mày chưa? Được. Tao đánh nó, thì sao? Tiến Tiền, anh xem hắn ta kìa. Này. Tiến Tiền, bố cậu là bí thư mà. Bố hắn chỉ là đồ vô dụng thôi. Giận hắn làm gì? Không đáng, không đáng. Cũng đúng. Lũ nhà nghèo này chẳng có bản lĩnh gì, chỉ giỏi dùng bạo lực. Không phải sao? Vốn chẳng có bản lĩnh gì.
tinh khí thì không nhỏ, mấy người bị điên à? Ai cho mày cái gan, nói nhiều như vậy? Đúng là đồ không biết nhìn người, cũng không xem lại bản thân mình thế nào. Không thấy mình, kém xa Tiến Tiền nhà chúng tôi, bao nhiêu à? Đúng, khoảng cách này đúng là lớn thật. Nhìn cái gì? Nhìn kìa, xe đạp hiệu Trường Trinh, mấy trăm tệ, mày mua nổi không? Chắc cả đời mày cũng không sờ được đâu. Đúng vậy, chiếc xe đạp mấy trăm tệ này tôi đúng là không sờ được, bởi vì tôi chướng mắt. Chướng mắt? Tiền một cái lốp xe của tao đủ cho mày sống nửa năm rồi. Đúng vậy, tưởng mở cái xưởng tương ớt rách nát là ghê gớm lắm sao? Hay gì chướng mắt? Xưởng tương ớt này là mày mở à? Chạy đến ngân hàng vay mấy chục vạn tệ chứ gì? Đấy gì? Mấy chục vạn gì? Con thật sự vay ngân hàng mấy chục vạn tệ à? Đúng. Thằng bé này, chuyện lớn như vậy mà con cũng không bàn bạc với chúng tôi. May mà chúng tôi đã tách khỏi nó, nếu không cả nhà chúng tôi đều bị cái đồ vô dụng này hại chết. Hai nhị cầu à, hai nhị cầu, mày không phải rất ngông cuồng sao? Mày hả? Nếu bây giờ quỳ xuống xin lỗi chúng tôi, biết đâu ngày nào đó mấy người lưu lạc đầu đường xó chợ, nhà chúng tôi còn có thể cho mấy người một cái ổ chó. Nợ nhiều tiền như vậy, chúng ta biết trả kiểu gì đây? Bố, mẹ, cứ yên tâm. Tiền ngân hàng con đã trả rồi, hơn nữa con còn kiếm được khá khá. Thật sao? Vay ngân hàng mở xưởng, tôi thấy nhiều rồi. Kiếm được tiền thật sự không có mấy người. Hai nhị cầu, mày đừng có mơ nữa. Chờ mà lưu lạc đầu đường xó chợ đi. Nói hay lắm, trước đây chúng ta cũng là người một nhà, mày cần phải đâm thêm một nhát dao như vậy sao? Sao lại không cần? Đương nhiên là cần rồi, tao chỉ mong mấy người chết sớm thôi. Chết rồi thì thối, thối nát ra. Mẹ, tôi còn tưởng kiếm được tiền có nên giúp mấy người một tay không, nhưng bây giờ xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Còn có nên giúp mấy người một tay không? Ai thành? Nhà chúng tôi bây giờ có Tiến Tiền chống lưng, cần gì mày nữa? So với Tiến Tiền tài giỏi, nhà chúng tôi thì mày à, chỉ là cái rắm. Thôi, đừng nói nhảm với chúng nó nữa, tôi mang thức ăn từ khách sạn quốc tế về đây. Thông không, thông không. Thông không, có thông không? Ngửi xem. Mấy người cả đời cũng không được ăn. Chúng ta đi ăn thôi. Anh rể, tôi chờ câu này của anh lâu rồi. Đi thôi. Xe của ai vậy? Chà, chẳng lẽ lại là vị lãnh đạo nào đến tìm hai nhị cầu nữa sao? Hân hạnh được đón tiếp, hân hạnh được đón tiếp. Hoan nghênh quý khách. Xin hỏi là vị lãnh đạo nào đến vậy? Lãnh đạo gì? Ông chủ Hà, đây là xe mới anh mua à? Tôi mang về cho anh rồi đây. Ông chủ, cô có nhầm không vậy? Thôn chúng tôi có mấy người tên Hà Nhị Cầu đấy, chắc chắn là nhầm rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Nhầm rồi, chắc chắn là nhầm rồi. Mấy hôm nay, đúng là bận rộn, cô cũng vất vả rồi. Này, cầm lấy. Xấu hổ quá. Ông chủ, cầm lấy đi. Vậy, tôi không khách sáo nữa. Cảm ơn ông chủ, cầm lấy. Ông chủ, đây là xe của anh. Được. Nini, vậy tôi đi trước đây. Nini, cái gì? Xe này là của mày à? Bà ơi, thằng nhị cầu này vừa ra tay là 50 tệ. Xem ra là phát tài thật rồi. Nhị cầu, xe này thật sự là con mua à? Phải. Tiền ngân hàng trả hết từ lâu rồi, yên tâm chưa? Tốt, tốt, tốt. Đi, con chở hai người đi dạo. Lên xe, đi thôi. Đi. Chậm thôi. Lý Tiến Tiền phải không? Tôi à? Thấy anh cũng chẳng có bản lĩnh gì, nhắc anh một câu, đừng để bị lừa. Hà Nhị Cẩu, mày có ý gì vậy? Tao có ý gì mày không biết sao? Ta đã để mặt mày lắm rồi đấy.
Mày đã thích người ta rồi, thì sống cho tốt với người ta đi, đừng có giở trò nữa. Có vài chuyện không giấu được đâu. Thằng hai là tao. Nhưng con trai tao thì không phải. Con trai tao là ông chủ lớn. Nằm mơ tao cũng không dám nghĩ đời này còn được ngồi xe hơi. Con trai, xe này chắc đắt lắm nhỉ. Số tiền này để dành. Sau này cưới vợ cho con. Sau này kiếm tiết, sau này kiếm tiết. Biết người ta gọi con trai mình là gì không? Là ông chủ. Bố nói đúng. Mẹ, cứ hưởng thụ đi là được. Lên xe. Người ngồi trên xe. Phải là tao mới đúng. Ôi chao, xe hơi nhỏ này. Chiếc xe này là ai vậy? Chiếc xe hơi nhỏ này được đấy chứ. Đi thôi. Nhìn gì đấy? Nhị cẩu, anh đưa tôi đến đây, làm gì? Đương nhiên là mua quần áo rồi, mua quần áo. Không phải Tết nhất gì. Mua quần áo làm gì? Ai nói không phải Tết nhất thì không được mua quần áo. Em thấy cái váy này thế nào? Ấy già, không được thử trực tiếp lên người. Đừng làm bẩn quần áo của tôi. Có ý gì vậy? Có ý gì vậy? Chưa rõ ràng sao? Đương nhiên là sợ mày mua không nổi rồi. Đây không phải là con bé bán xin que sao? Mày cũng đến đây mua đồ à? Mày cũng xem lại mình đi, xem có mua nổi không, đồ trong này. Đúng là âm hồn bất tán. Cái này là hàng hiệu Hong Kong, mới ra tháng trước. Ít nhất cũng phải 20 tệ chứ nhỉ? Cái này, 80 tệ. 80 à? Tiểu Mỹ, nó lấy đâu ra, 80 tệ. Nương một tháng của mày còn chưa được 80 tệ. Đây là tao muốn tặng cô ấy. Bao nhiêu tiền không cần mày lo. Bớt ra vẻ ta đây đi. Một xiên que của mày mới có 3 hào. Mày phải bán đến bao giờ? Thôi đi. Theo tao thấy, thì loại người như mày cứ ngoan ngoãn cầm phiếu vải, đến mua mấy xúc vải, về nhà tự may lấy là được rồi. Ở đây làm màu cái gì chứ? Tao thấy mày ngứa ra, muốn ăn đòn rồi phải không? Này, mày chỉ là có chút sức khỏe thôi. Đồ nhà quê, mày có tư cách gì mà lên mặt với tao? Muốn xem thực lực phải không? Cho mày xem này. Tao nói cho mày biết, tao chỉ cần mở miệng là bố tao sẽ cho tao 100 tệ. Mày mở miệng xem, bố mày cho mày cái gì? Cho mày cái rắm. Cái rắm cũng không cho nổi chứ gì, không sao. Tiểu Mỹ, bây giờ thấy khoảng cách giữa tao và hắn ta rồi chứ? Thấy rồi. Mày chỉ là một thằng vô dụng thôi. Không có bố mày thì mày chẳng là cái thá gì cả. Nhìn cho rõ vị trí của mày trong lòng người khác đi. Đồ hề. Này, anh kia. Anh còn muốn động tay đánh đồng chí nữ của chúng tôi nữa sao? Tôi không có. Anh cần gì? Vậy tôi mua cái này. Được, tôi gói cho anh ngay. Này, chờ chút. Ai áo này bị bọn họ làm bẩn rồi. Tôi nói cửa hàng bách hóa các người là thế nào vậy? Sao lại để hai cái đồ nhà quê này vào đây, làm bẩn đồ ở đây? Mua thì mua, không mua thì thôi. Đồng chí, những thứ này, các đồng chí cứ xem tự nhiên, được. Quần áo ở đây đắt quá. Hay là chúng ta mua vải đẹp, về tự may đi. Cười chết mất. Hương muội, cô đi theo nó.
Cô thấy nó, rốt cuộc là vì cái gì vậy? Nó đến 80 tệ, cũng không chịu bỏ ra cho cô. Nhắc con, nhớ kỹ, sau này không có tiền thì đừng ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà là phải tiêu tiền. Cô gái, gói quần áo cho tôi đi. Hương muội, thứ này tôi tặng em. Tránh ra. Đến lượt mày mua à? Thực lực phải không? Hôm nay tao cho mày xem thực lực của tao. Gói hết quần áo trong cửa hàng cho tôi. Mua hết à? Mày tưởng đang chơi bán hàng giả bộ đấy à? Nhị cầu, anh làm gì vậy? Mua nhiều quần áo như vậy làm gì? Không sao. Cái nào thích thì em giữ lại, cái nào không thích thì chia cho công nhân trong xưởng làm phúc lợi. Phúc lợi? Mày lấy gì mà mua? Mày lấy mạng mà mua à? Tính hết cho tôi xem bao nhiêu tiền. Không cần tính. Số quần áo này là tôi mới treo lên sáng nay. Tổng cộng là 3.200 tệ. Nghe thấy chưa? Tổng cộng 3.200 tệ đấy. Mày phải bán bao nhiêu đồ mới mua nổi? Xe bên ngoài là xe của mày à? Đến đi. Số còn lại gói lại cho tôi, gửi đến xưởng tương ớt nhà họ Hà. Số thừa là tiền boa cho cô. Ồ. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn ông chủ. Tôi gói xong sẽ gửi đến cho anh. Đây có phải thực lực mà mày nói không? Sau này trước mặt tao nhớ cục cái pha mày xuống. Đi thôi. Cảm ơn ông chủ. Đây không phải là Hà, ông chủ Hà của Hà Kiều Tương Phủ sao? Hai nhị cẩu, mày cứ chờ đấy. Sớm muộn gì, tao cũng giết mày. Vừa vào đã lớn tiếng như vậy. Tôi cứ tưởng có thực lực lắm. Thì ra, chỉ là con tiểu tam. Cô nói gì? Nói ai thì người đó tự biết. Quần áo trong cửa hàng chúng tôi bán hết rồi. Đồng chí này, mời anh ra ngoài. Sao em lại đến đây? Anh Quân, em nhớ anh. Đến rồi à? Chuyện điều tra Triệu Cường thế nào rồi? Mọi việc đều nằm trong dự liệu của anh. Còn nữa, lúc tôi theo dõi ở nhà máy cơ khí, thấy Hà Hỷ Liên. Hà Hỷ Liên. Cái này. Này. Thì ra, đứa bé trong bụng Hà Hỷ Liên là của hắn. Anh không biết thằng em họ của em. Nó suốt ngày bắt nạt em, còn cướp hết đồ anh tặng em cho nhà chúng em. Nó còn đánh em. Hai nhị cẩu đó hả? Anh từng gặp hắn. Gần đây hắn còn muốn thuê nhà xưởng bỏ hoang của nhà máy anh. Đừng khóc, đừng khóc. Lần này anh sẽ thay em dạy dỗ hắn. Ghét quá, lại nữa rồi. Xem ra hôm nay lại không có việc gì làm rồi. Máy móc đều đem bán hết rồi, còn việc gì mà làm nữa? Chủ nhiệm Vương, tôi nghe nói có người làm tương ớt, muốn thuê nhà xưởng của chúng ta. Anh nói xem người ta có tiếp tục dùng chúng ta không? Không đâu. Cho hắn thuê nhà xưởng, chắc chắn mấy người sẽ thất nghiệp. 2Z, giá mà nhà xưởng này không bán cho hắn thì tốt rồi. Ít nhất thì mọi người cũng không bị thất nghiệp. Giám đốc Mạnh, ông tìm tôi ạ. Điểu Vương,
Đây là ông chủ Hà, muốn thuê nhà xưởng bỏ hoang của chúng ta. Cậu dẫn ông chủ Hà đi xem đi. Vâng, mời ông chủ Hà. Được, chúng ta đi trước nhé. Vất vả rồi. Mời. Này. Anh xem, căn này rộng 860m², có 30 công nhân. Bốc, xem căn đằng trước đi, nói mày đó, đứng lại. Đứng lại, không được nhúc nhích, chính là nó muốn mua nhà xưởng. Tôi không có, Hà nhị cầu. Mày làm cái gì vậy? Đồ khốn. Có người không? Mau. Đồ khốn. Đồ khốn, ta đánh chết mày. Thả tôi ra, thả tôi ra. Thả tôi ra, làm gì vậy? Làm gì vậy? Thả tôi ra, tránh ra hết cho tôi. Làm gì vậy? Thả tôi ra. Tiểu Hà, cậu không sao chứ? Mau đưa đến phòng y tế, tôi không sao. Tôi biết anh. Trước đây lúc tôi bán đồ nướng, anh thường đến mua đồ nướng của tôi. Tại sao anh lại đánh tôi? Đồ tư bản chó chết, tao đánh mày đấy. Đồ khốn, tao đánh chết mày. Đánh chết nó, đánh nó. Tranh cái gì, tranh cái gì? Mấy người còn muốn làm việc không? Đưa nó xuống cho tôi. Hôm nay những ai tham gia vào chuyện này thì đừng hòng chạy. Giám đốc Mạnh. Giám đốc Mạnh, ông không thể. Ông không được cho hắn thuê nhà xưởng. Nếu ông cho hắn thuê nhà xưởng thì công nhân chúng tôi sẽ thất nghiệp. Ông bảo chúng tôi sống sao? Chờ đã. Các người sợ tôi thuê nhà xưởng xong thì các người sẽ bị sa thải, nên muốn đuổi tôi đi. Nhưng các người có biết, đuổi tôi đi thì các người sẽ chết đói hết. Thà chết đói còn hơn là bị sa thải. Ngay lập tức, chết đói, ngay lập tức. Đúng vậy, đúng vậy, thà chết đói, ngay lập tức. Họ Hà, tôi nói cho anh biết, chuyện hôm nay là do một mình tôi chủ trương, không liên quan gì đến đồng nghiệp của tôi. Anh tưởng anh là anh hùng à, thay trời hành đạo. Nhưng anh không có bản lĩnh đó thì đừng làm súng cho người khác. Mọi người yên tâm, tôi ở đây cam đoan với mọi người, sau khi tôi thuê nhà xưởng, mọi người vẫn có thể tiếp tục ở đây làm việc. Thật sao? Phúc lợi, đãi ngộ sẽ không thiếu của mọi người đâu. Hơn nữa lương còn tăng gấp đôi. Nếu thật sự là vậy thì cũng được đấy chứ. Giám đốc Mạnh làm chứng. Nếu tôi nói mà không làm được thì sẽ thu hồi nhà xưởng, đuổi tôi đi. Có giám đốc Mạnh làm chứng là tốt rồi. Tôi làm chứng, vậy là được rồi. Tốt quá, tôi yên tâm rồi. Ông chủ Hà, cảm ơn anh. Bớt giả tạo với tôi đi. Người khác tôi có thể không truy cứu, nhưng nhất định phải cho anh vào tù. Ra tay, thật tàn nhẫn. Ông chủ Hà, tôi xin lỗi anh. Tôi đại diện cho toàn thể đồng chí. Cảm ơn ông chủ Hà. Đúng rồi, dạo này sao không thấy Mạnh gà gà vậy? Sao nào, lại ở trước mặt tôi với người phụ nữ khác, anh thấy như vậy có được không? Dạo này cô ấy đang điều tra vụ án nhà máy bị mất trộm, mấy hôm nay không gặp cô ấy. Nhà máy bị mất trộm? Ừ. Này em, anh ở đây. Nhị cầu, anh làm em sợ chết khiếp. Thôi, thôi. Em xem, em xem. Anh không phải không sao rồi sao? Nhị cầu, nhị cầu. Hương muội, tối nay anh còn có việc rất quan trọng, em về làm việc trước đi. Vết thương của anh không sao. Cô và anh ta quan hệ gì vậy? Tôi và anh ấy không có quan hệ gì cả, chúng tôi là đồng hương. Thì ra là đồng hương, tôi còn tưởng hai người đang yêu đương. Ở đằng kia. Tôi ở đây canh chừng. Anh đi gọi đội liên phòng đến. Hay là tôi ở đây. Anh đi đi. Đi, nhanh lên. Nói nhảm gì vậy? Mau đi đi. Vậy anh cẩn thận đấy.
Nhanh lên. Nói nhỏ thôi. Anh Cường, con đàn bà này, xử lý thế nào đây? Như này nhé. Chờ lô hàng này vận chuyển đi xong, thì thưởng con này cho anh em. Nhớ kỹ, chơi xong thì rửa sạch sẽ cho tao, bán đi xa xa, đừng để nó tìm về được. Được rồi. Nghe thấy chưa? Lô hàng này gửi đi xong thì cho anh em khai trai. Kêu cái gì? Ngoan ngoãn cho tao. Làm gì vậy? Tôi muốn đi vệ sinh. Anh Cường, mày đi ngay tại đây đi. Triệu Cường, nhanh lên. Ôi, nhịn không nổi nữa rồi. Anh Cường, lát nữa còn phải thưởng nó cho anh em nữa. Thật sự làm bẩn hết lên thì. Thôi được rồi, mày đưa nó ra ngoài đi vệ sinh. Được. Đi. Nhanh lên. Ừ. Quay lại. Chuyện cũng lắm nhỉ. Làm cái trò gì vậy? Sao không ngất đi? Bắt lấy nó cho tao. Chạy, cứu tôi với. Bắt người. Ấy. Ừ. Đi, đi đi. Cô gan nhỉ. Đứa bên trong, ra đây. Không thì tao giết nó đấy. Giữ nó lại cho tao. Mày không phải rất nông cuồng sao? Ái chà. Mày còn bị thương nữa. Triệu Cường, đồ khốn. Có giỏi thì nhắm vào tao. Anh Cường, hàng đã chất hết lên xe rồi. Đưa cả hai đứa lên xe. Chúng ta đi. Đi đi, đi mau. Anh Cường, hàng đã chất xong rồi. Thôi. Nhanh lên, theo kịp. Bỏ đồ trong tay xuống, đừng động đậy. Đội trưởng Trương, muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ à? Tiếng gì vậy? Trên xe chở cái gì thế? Đâu có gì. Đâu có tiếng gì. Trong xưởng của chúng tôi không phải có lô hàng người ta cần gấp sao? Bảo tôi chuyển đồ ngay trong đêm. Đội trưởng Trương, anh tạo điều kiện cho tôi, thông cảm một chút. Thông cảm cho tôi. Thôi được rồi, tao đá mày giờ. Làm gì vậy? Tất cả ngồi xổm xuống cho tôi. Ngồi trong ngay ngắn. Anh nói gì cơ? Cái thằng Hà Tam cậu đó, không việc gì cả. Ừ. Em yên tâm, đây chỉ mới là bắt đầu. Anh sẽ không tha cho hắn ta. Ừ. Anh Quân, anh tốt với em nhất. Anh nhất định phải giúp em. Bây giờ em chỉ còn anh thôi. Hỷ Liên, Hỷ Liên, đừng để ai nhìn thấy. Tôi biết rồi. Cô về chờ tin tôi đi. Hà Hương mũi số, thật sướng, kiếm được. Người yêu đi xe hơi, phải đấy. Đi làm về đều có người đón. Mấy người vẫn chưa biết à? Tôi mới là vợ chính thức của Hà Nhị Cẩu.
Hà Hương muội, cô ta chỉ là đồ cún. Hèn gì tôi cứ nói. Sao cô ta lại có số sướng như vậy? Đúng vậy. Đi ăn thôi. Wow. Cô làm gì vậy? Trả tôi. Đừng nói. Chân giò này đúng là thơm thật. Sao vậy? Dần rồi à? Muốn đi tìm cái thằng người yêu lái xe hơi của cô mà mách lẻo à? Người yêu gì chứ? Nhân tình thì có. Nhìn cô cũng xinh xắn đấy. Không ngờ lại là đồ cún à. Tôi không biết mấy người đang nói gì. Tránh ra. Đồ vô liêm sỉ. Còn dám làm mặt lạnh với chúng tôi. Đồ cún. Ăn chân giò của cô đi. Chúng tôi còn thấy bẩn. Cô còn dám nói nhảm. Tôi sẽ tát nát miệng cô. Hà Hương muội, cô còn dám nói nhảm. Cô đánh tôi. Mọi người đến xem này. Trong xưởng chúng ta có một đứa phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Hoan Kim Liên. Nó còn dám ra tay đánh người nữa. Mọi người đến xem này. Làm gì đấy? Dừng tay, dừng tay. Mấy người đang làm gì vậy? Cô không sao chứ? Mấy người đang chen lấn gì vậy? Mọi người xem này. Chính là hắn ta. Chính là thằng này. Sau lưng vợ mình. Ra ngoài tìm gái, Tây Môn Khánh. Thật là quá đáng. Không ngờ lại là loại người này. Cô nói bậy cái gì đó? Hừ, tôi nói bậy cái gì? Vợ anh đã tìm đến tận xưởng rồi. Còn hỏi tôi nói bậy cái gì? Chính xác, bao nhiêu anh em trong xưởng chúng tôi còn chưa có vợ. Đồ tư bản chó chết này đã tìm được vợ bé rồi. Hôm nay chúng ta sẽ cắt cái đuôi địa chủ phong kiến của mày. Cắt đuôi, cắt đuôi, cắt đuôi. Sao vậy, sao vậy? Mọi người bình tĩnh nào. Mọi người bình tĩnh nào. Mọi người đừng để lời nói một phía của cô ta lừa. Tôi Hà Nhị Cẩu chỉ có một người yêu. Đó là Hà Hương Mùi. Nhị Cẩu. Anh nói gì cơ? Tôi nói tôi, Hà Nhị Cẩu. Chỉ có một người yêu. Đó là Hà Hương Muội. Mọi người, đừng để hắn ta lừa. Hai đứa này là một đôi gian phu dâm phụ. Tên đàn ông dựa vào việc mình có tiền, đi cặp bộ. Còn con đàn bà này, nó là một thơ miệng. Tôi hoàn toàn không quen biết hai người. Các người cứ một câu gian phu dâm phụ, hai câu cái gian phu dâm phụ. Cô có biết tôi không? Cô có biết quan hệ của chúng tôi không? Đúng vậy. Chúng tôi không biết. Vậy vợ anh đã tìm đến tận cửa rồi. Anh còn muốn chối cãi thế nào nữa? Tôi chối cãi. Vậy người các người nói là ai? Tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Cái này, sao họ không nói được nữa rồi? Cái này chúng tôi không biết. Không biết mà dám ở đây, nói nhăng nói cuội. Bưu tử, gọi giám đốc Mạnh đến đây. Dù sao người đó cũng đã nói với chúng tôi rồi. Tránh ra, chúng tôi gọi người đó đến cho anh là được chứ gì. Tôi cho các người đi chưa? Đàng hoàng mà. Anh gọi giám đốc Mạnh làm gì? Anh muốn dùng thế lực để áp bức người khác à? Đúng là muốn ý thế hiếp người mà. Vừa rồi hai người không phải đang ý thế hiếp người sao? Đang yên đang lành làm gì ở đây vậy? Giám đốc Mạnh. Có chuyện gì vậy? Tiểu Hà, có chuyện gì vậy? Giám đốc Mạnh. Có người nói tôi lạm quyền. Hôm nay tôi định lạm quyền một chút. Tôi hy vọng giám đốc Mạnh hôm nay sa thải hai người này. Đồ tư bản chó chết. Sao anh nói sa thải? Là chúng tôi bị sa thải được. Đúng vậy, sao anh lại sa thải được? Tôi hiểu rõ con người của Tiểu Hà nhất. Tiểu Hà nói các người đáng bị sa thải thì các người đáng bị sa thải. Tại sao chứ? Họ Mạnh kia. Ông có phải đã nhận hối lộ của cái thằng họ Hà này không? Các người không có bằng chứng. Được. Tôi nói cho các người biết. Chính là nhờ Tiểu Hà đã giúp nhà máy điều tra ra kẻ bán thiết bị máy móc. Chính là nhờ mấy trăm công nhân sắp bị sa thải được nhà máy tương ớt của Tiểu Hà thu nhận. Hóa ra là anh ta, tôi nhận hối lộ. Xem ra, Tiểu Hà
sa thải các người là đúng. Từ ngày mai, các người không cần đến nữa. Tôi biết sai rồi. Cho tôi thêm một cơ hội nữa. Sếp Hà, ông xin dùng tôi đi. Đúng vậy, sếp Hà, chúng tôi chỉ là ghen tị với Hà Hương muội. Có thể tìm được người yêu tốt như anh, mọi người đều không phải trẻ con. Đã dám làm thì phải dám chịu trách nhiệm. Yêu đương vô dĩ không phải là chuyện đáng xấu hổ. Nếu mọi người đều không yêu đương, thì thế hệ sau của đất nước sẽ ra sao? Anh không đứng đắn chút nào. Em sợ họ bàn tán sao? Không sợ. Chỉ là đột nhiên công khai. Hơi hồi hộp thôi. Cứ để anh lo. Tối nay, chúng ta đến nhà em trước. Vâng. Nếu mẹ em không đồng ý thì sao? Không đồng ý thì anh sẽ cướp em luôn. Nói chuyện nghiêm túc nào. Nếu mẹ em không đồng ý, thì chúng ta từ từ thuyết phục, đừng làm căng. Được, em biết rồi. Chúng ta cùng nhau đối mặt. Em nhìn xem, kia là gì? Sao băng, đúng không? Hướng về sao băng mà nói. Chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Em về nhà trước đây. Được rồi. Ừ. Nhị cầu, xảy ra chuyện lớn rồi, nhị cầu. Từ từ, sao vậy, xảy ra chuyện lớn gì? Khắp cả nước đều có người ăn tương ớt của chúng ta, thấy rồi. Bây giờ tất cả các điểm bán hàng trên toàn quốc đều bị trả hàng, đái gì? Hỏng rồi, lần này chúng ta thiệt hại lớn rồi, bây giờ phải làm sao? Nếu có người ăn thấy rồi, thì có thể là do chúng ta làm việc sơ suất. Nếu trong nháy mắt, khắp cả nước đều ăn thấy rồi, thì chắc chắn là có người giở trò sau lưng. Bây giờ đừng nói chuyện này nữa, bây giờ hãy nói, chúng ta nên làm gì bây giờ? Như vậy đi. Trước tiên thu hồi tất cả sản phẩm trong tháng này, rồi sàng lọc lại một lần nữa. Tất cả thiệt hại của nhà phân phối và khách hàng, đền bù gấp 3. Gấp 3, đi nhanh đi, không phải. Đi đi. Hiểu rồi. Khoan đã. Mấy ngày nay, tìm người đáng tin cậy. Theo dõi sát sao từng nhà xưởng, tôi sẽ tự mình theo dõi. Ồ, là đồng chí Hà Hương muội đấy à? Chuyện gì mà vui thế? Không có gì, bác sĩ Lâm, sao cô lại đến nhà máy? Dám tranh giành đàn ông với tôi, xem tôi xử cô thế nào. Gia bảo tôi đến giúp cô ấy, lấy đồ ở kho. Cô có thể giúp tôi một chút không? Đương nhiên là được. Vậy đi thôi. Tư Kỳ, nhà kho này bỏ hoang lâu lắm rồi. Cô đến đây lấy gì vậy? Thư Kỳ, mau thả tôi ra. Lâm Thư Kỳ. Hừ, dám tranh giành đàn ông với tôi. Tôi sẽ nhốt cô 1-2 tiếng đồng hồ. Đái gì? Cô dám nhốt Hà Hương muội lại. Đúng vậy. Cô ngu ngốc vậy, làm vậy chỉ khiến nhị cẩu càng ngày càng xa lánh cô thôi. Vậy phải làm sao? Làm sao là làm sao? Đi theo tôi mau. Không phải lại xảy ra chuyện chứ? Hương muội. Hương muội. Hương muội, là em phải không? Nhị cẩu, là anh phải không? Đừng sợ, anh sẽ cứu em ra ngay. Hai nhị cẩu. Giao, cô có chìa khóa nhà kho không? Đưa cho tôi mau. Ừ.
Là cô nhốt cô ấy vào đó phải không? Anh thích cô ấy đến vậy sao? Tôi đang hỏi cô đấy. Tôi cũng đang hỏi anh đấy. Đưa chìa khóa cho tôi. Được. Nhị cầu, đây là khóa của công ty đấy. Nếu anh phá nó, là phá hoại tài sản của người lao động. Đừng phá nữa, tôi mở cửa đây. Tôi mở cửa, tôi mở cửa đây. Hương muội. Hù chết em rồi. Ngoan. Không sao rồi, chúng ta về nhà thôi. Về nhà thôi, y, về nhà thôi. Sau này tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Không sao đâu, không sao, không sao. Này, mẹ Hương muội. Nghe nói con gái bà sắp thành bà chủ rồi. Sao bà còn vất vả thế này? Ý bà là gì? Thôi đừng giả vờ nữa. Con gái bà sao lại câu được Hà Nhị Cầu vậy? Dạy cho con gái tôi với. Tôi cũng muốn nó câu được người giàu có. Bà ăn nói cho cẩn thận. Câu là câu thế nào? Thôi nào, thôi nào, đừng cãi nhau nữa. Câu thì sao? Câu cũng tốt mà. Mẹ Hương muội, chúng tôi đều ghen tị với bà đấy. Nửa đời còn lại không phải lo ăn lo mặc nữa rồi. Tôi không cần. Cái gì vậy? Được tiện nghi còn giả vờ. Miệng nói không cần. Chắc gì đã không về nhà cười thầm. Ừ. Mẹ. Dì Lưu. Ai cho bà đến nhà chúng tôi? Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Dì Lưu, mẹ làm gì vậy? Nhà chúng tôi nhỏ hẹp, không chứa nổi sếp Hà đâu. Sếp Hà nên đến nhà khác xem thử. Dì Lưu, con. Anh về trước đi, em nói chuyện với mẹ. Đi mau, đi mau, đi mau. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Mẹ nói cho con biết, sau này con tránh xa Hà Nhị Cầu ra. Tại sao vậy mẹ? Tại sao vậy? Con có biết người trong thành phố nói sau lưng mẹ thế nào không? Họ nói mẹ bán con. Nói con quyến rũ, Hà Nhị Cầu. Con và anh ấy yêu đương tự do mà. Đừng nói mấy lời vô ích đó với mẹ. Dù sao thì sau này con ít qua lại với Hà Nhị Cầu đi. Con không làm. Đồ con gái hư hỏng. Mẹ biết con bướng bỉnh mà. Mẹ nói cho con biết, mẹ đã gọi điện cho chú hai con ở tỉnh, nhờ chú ấy tìm việc cho con rồi. Ngày mai con lên tỉnh cho mẹ. Không có việc gì thì đừng về. Con không đi, con muốn ở lại đây. Con muốn ở bên Nhị Cầu. Từ nhỏ đến lớn cái gì con cũng nghe lời mẹ. Lần này con muốn tự mình quyết định. Được, con không đi phải không? Vậy thì sau này con đừng vào cửa nhà này nữa. Đừng nhận mẹ này nữa. Không nhận thì không nhận. Bây giờ con đi luôn đây. Đi rồi thì đừng quay lại nữa. Không quay lại thì không quay lại. Con. Đồ con gái hư hỏng. Này anh bạn. Trời nóng, anh ra ngoài hóng gió đi. Để tôi khuấy một lát. Cảm ơn nhé, yên tâm đi. Tôi sẽ quay lại ngay. Làm gì đấy? Mày. Mày. Đứng lại đó. Đứng lại. Đứng lại. Thả ra. Chuyện trước đây, ném ruồi vào lu tương. Cũng là do cậu làm sao? Phải thì sao à? Cậu giỏi thật đấy. Chỉ một hành động nhỏ của cậu, khiến tôi thiệt hại mấy chục vạn. Đáng đời. Cậu làm vậy, đều là vì Hà Hỷ Liên phải không? Đúng vậy. Vậy cậu coi Gia là gì? Cô ta chỉ là công cụ. Để tôi thăng tiến thôi. Dám đánh tôi. Cậu có biết Mạnh Gia yêu tôi đến mức nào không? Dám đánh tôi. Tin hay không, tôi sẽ khiến nhà máy của cậu không làm ăn được nữa. Không làm ăn được nữa. Vương Quân, tôi nói cho anh biết. Nếu đồng chí Gia biết những gì anh làm hôm nay, liệu có còn chiều chuộng anh nữa không? Cô ấy tin các người.
hay tin tôi. Nhớ thân phận của tôi đi. Tôi là phò mã của nhà máy cơ khí này. Anh dám đánh tôi. Nào nào nào, đánh đi, tiếp tục đánh đi. Anh còn dám đánh tôi. Phò mã à? Tôi nói cho anh biết. Tôi không muốn Gia biết anh là loại người gì mà đau lòng. Tốt nhất là tự cút đi. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Dừng tay. Mấy người làm gì vậy? Dừng tay. Anh không sao chứ? Rốt cuộc mấy người đang làm gì vậy? Không sao. Anh ta bảo chúng tôi đánh anh ta. Chắc là ngứa ra rồi. Vương Quân, nhớ những gì tôi nói với anh. Tôi đi trước đây. Đứng lại, họ Hà. Đánh người rồi, muốn đi sao? Anh quá coi trời bằng vung rồi. Gia, chuyện này. Đồng chí Gia. Tên Vương Quân này bỏ rùi vào tương ớt của chúng ta. Khiến chúng ta thiệt hại mấy chục vạn. Đái gì? Gia, chúng ta ở bên nhau 5 năm rồi. Tôi là người thế nào em rõ nhất. Sếp Hà, có phải? Có hiểu lầm gì không? Đúng vậy. Từ khi Tiểu Vương vào nhà máy, luôn làm việc chăm chỉ. Mang lại rất nhiều lợi ích cho nhà máy. Ý của các người là nhân phẩm của nhị cầu tôi có vấn đề sao? Cậu ta vô cớ vu oan giá họa. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hai người bọn họ muốn thâu tóm nhà máy cơ khí của chúng ta. Đái gì? Thấy việc buôn bán tương ớt tốt nên muốn giở trò với thiết bị của chúng ta, ảnh hưởng đến sản xuất của chúng ta, bị tôi phát hiện rồi ở đây đe dọa tôi. Tiểu Hà, có phải vậy không? Giám đốc Mạnh, mấy năm nay tôi giúp nhà máy không ít chứ. Đúng là vậy. Đó là để chiếm được lòng tin của giám đốc Mạnh. Cái gì, Triệu Cường? Nói không chừng đều do anh phái đến. Tôi vốn sợ Gia đau lòng, không muốn vạch trần anh. Anh cứ muốn cứ chui đầu vào giọng, vạch trần tôi. Vạch trần tôi cái gì? Tôi không làm gì sai thì không sợ. Vậy sao? Vậy đứa bé trong bụng Hà Hỷ Liên là của anh sao? Hà Nhị Cẩu, anh có biết mình đang nói gì không? Đương nhiên, tôi chịu trách nhiệm với từng lời tôi nói. Anh vu khống. Tôi hoàn toàn không quen biết ai tên là Hà Hỷ Liên cả. Gia, em tin anh. Tiểu Hà, nói chuyện phải có bằng chứng. Tôi sẽ tìm bằng chứng cho anh ta. Gia, anh điều tra tôi. Sao hả? Anh nên biết đủ đi chứ. Tôi nói cho anh biết, cậu ca mua máy ảnh về, còn chưa chụp được mấy tấm. Tại sao anh? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Đó đều là lỗi lầm trước đây. Tôi đã từng phạm lỗi. Vậy nên bây giờ anh sai lại càng sai. Gia, đừng để anh ta lừa nữa. Anh ta ở bên cạnh cô, chỉ vì muốn thăng quan phát tài thôi. Tỉnh lại đi. Gia, anh thật sự sai rồi. Anh yêu em, anh thật sự yêu em. Tha thứ cho anh lần này được không? Gia, anh thật sự yêu em. Vậy anh hãm hại sếp Hà cũng là thật sao? Không, không phải thật. Anh ta đe dọa tôi, đây vẫn chưa phải là thật sao? Không phải thật. Anh mặc đồng phục nhà máy tôi làm gì? Sao anh lại biến thành ra thế này? Miệng anh rốt cuộc còn câu nào thật không? Biến thành thế này. Tôi vốn là thế này. Tôi nói cho cô biết, Mạnh Gia. Cô chỉ là công cụ để tôi thăng tiến thôi. Vậy những lời anh nói trước đây đều là lừa tôi sao? Nếu không, ông già này làm sao có thể thăng chức cho tôi lên tổ trưởng được? Tôi nhớ lại những lời tôi từng nói với cô, cảm thấy thật buồn nôn. Anh đừng tưởng mình thắng nhé. Đúng rồi, chắc anh chưa xem báo hôm nay. Đây là bài viết riêng cho anh đấy. Huyện rất coi trọng. Nghe nói bí thư sẽ đến. Anh và nhà máy của anh cứ chờ chết đi. Vương Quân, tôi cứ tưởng anh là người thông minh. Không ngờ cũng là một tên ngốc.
Hai nhị cẩu, thằng nhãi ranh, cút ra đây cho tôi. Hai nhị cẩu, cậu bóc lột công nhân. Đi theo vết xe đổ của bọn địa chủ phong kiến. Tôi đại diện cho huyện. Thu hồi quyền thầu khoán. Nhà máy cơ khí của cậu. Trong vòng 3 ngày, dọn dẹp toàn bộ thiết bị của cậu. Gà, theo tôi về huyện. Chấp nhận điều tra. Đưa đi, vâng. Bí thư Lý, đây chỉ là hiểu lầm, đều là hắn ta giở trò quỷ. Đúng vậy, bí thư, chúng tôi không làm việc xấu. Mọi người không thể đưa nhị cầu đi. Sao nào? Các người muốn ngăn cản tôi thực thi pháp luật. Tránh ra. Đi. Đừng. Mọi người muốn làm gì? Bí thư Lý, sếp Hà, không hề áp bức chúng tôi. Anh ấy còn trả cả, số lương còn nợ chúng tôi. Đúng vậy, còn ly xì cho chúng tôi nữa. Đúng vậy, doanh nghiệp nhà nước không cho chúng tôi. Sếp Hà đều cho chúng tôi. Cả con trai thất nghiệp của tôi, cậu ấy cũng sắp xếp công việc cho. Mẹ kiếp, tên này. Hắn ta vu khống sếp Hà của chúng ta. Sếp Hà là một sếp tốt. Cậu ấy là người tốt. Mọi người, không được đưa cậu ấy đi. Không được đưa cậu ấy đi. Mọi người im lặng, nghe tôi nói. Tôi chỉ đưa Tiểu Hà đến cục lao động để điều tra. Tôi không hề nói cậu ta có tội. Không được. Muốn điều tra thì điều tra ngay tại đây. Chúng tôi đều phối hợp. Tâm trạng của mọi người, tôi có thể hiểu được. Nhưng người, thì tôi vẫn phải đưa đi. Cán bộ lớp trưởng. Ông còn nhớ tôi không? Cậu là? Tôi là chiến sĩ dưới quyền ông. Vì bị thương, nên không có đơn vị nào muốn nhận tôi. Bản thân tôi cũng không làm được việc nặng nào. Là sếp Hà cho tôi cơ hội. Tôi mới không chết đói. Đưa đi điều tra. Không có gì sai. Nhưng mà, việc này sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của sếp Hà. Cán bộ lớp trưởng. Bí thư Lý. Dậy đi. Mọi người dậy, hết đi. Làm gì vậy? Không được đưa sếp Hà đi. Đúng vậy. Sếp Hà, không được đưa đi. Sếp Hà, không được đưa đi. Sếp Hà, tôi hiểu rồi. Tôi cũng không điều tra nữa. Tôi tin những gì mọi người nói. Cũng tin. Sếp Hà là trong sạch. Mọi người mau dậy đi, mau dậy đi. Cảm ơn bí thư. Thả ra. Sếp Hà. Sếp Hà, không nói gì nữa. Chúng ta đi. Cảm ơn bí thư Lý, cảm ơn bí thư Lý, cảm ơn bí thư Lý. Ai thắng vậy? Chính là tên này. Hắn ta vu khống sếp Hà của tôi. Đánh hắn. Đánh hắn, thằng nhãi này. Dám đối xử với sếp Hà như vậy. Đánh chết hắn. Dì Lưu. Hương Nguội biến mất rồi. Cái gì? Đi thôi. Đánh chết mày.